Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu, tập 12, chương 111, Nguyệt Hải không có dã thú. Cái gọi là trời tối hừng đông chỉ là chuyện mặt trời mọc và lặn. Cùng ngày, vào lúc trời hừng sáng, một vài tin tức được truyền đến, nói rằng phát hiện có người tiến vào Nguyệt Hải. Tin tức tương tự liên tiếp được gửi đến, Yến Kỳ sau khi nhận được vẫn nhẫn nhịn không hành động, mãi đến khi thấy trời sáng tinh sương mới đứng lên. Nhằm vào tin tức nhận được, lập tức điều phối và chỉ đạo tới các địa điểm tương quan để hỗ trợ. Nhóm người quản ôn lưu lại, khoảng 50 người bị chỉ định đến một nơi. Ngay lúc nhóm người này chuẩn bị hành động, ngay khi Sư Xuân muốn tìm Yến Kỳ mượn một chỗ để nói chuyện, muốn kiếm cớ ở lại bên cạnh Yến Kỳ đột nhiên nói, Vương Thắng, Cao Cường, ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi ở lại chỗ ta. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng ban đầu ngơ ngác, sau đó nhìn nhau, lông mày cùng lúc nhíu lại, đồng thời hiểu ra điều gì đó. Khoảng 50 người đồng bọn nghe thấy, vậy cũng ngơ ngác, đồng loạt nhìn về phía hai người bị giữ lại. Rất nhanh, có người đến kề vai sát cánh với hai người, dẫn hai người vào trong đám đông, thấp giọng cảnh cáo, hai vị, đừng có nói lung tung, biết họ lo lắng điều gì. Sư Xuân nói, yên tâm, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Nếu hắn không nói vậy còn tốt, nhưng kiểu nói như vậy lại càng làm nhóm người kia lo lắng hơn, nhận ra rằng hắn thực sự không biết tại sao cần phải nhắc nhở hắn không nói lung tung. Không phải người chính là người luôn không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói sao. Ngươi vừa mở miệng đã làm người khác sợ hãi rồi, nhưng cũng chỉ có thể nhắc nhở như vậy, còn có thể làm gì khác? Sư Xuân không quan tâm họ nghĩ thế nào, đưa tay nói, Trử huynh, đưa cho ta tử mẫu phù để tiện liên hệ sau này. Trử Cạnh Đường do dự một chút, cuối cùng vẫn nhường tử mẫu phù tùy thân cho hắn. Dưới sự thúc giục của Yến Kỳ, nhóm người này cứ như vậy mà rời đi. Sau đó, Yến Kỳ lại dùng cớ tương tự để điều đi 20 người mà hắn dẫn theo. Hiện trường chỉ còn lại 3 người. Ngô Cân Lượng nhìn xung quanh một lần, không nhịn được liếc mắt ra hiệu cho Sư Xuân, tay sờ vào túi pháp bảo, ám chỉ cơ hội đã đến. Tại sao không hành động ngay bây giờ? Sư Xuân khẽ lắc đầu, từ chối, khi chưa chắc chắn hoàn toàn, không có sự phân tán tương đương về chú ý của Yến Kỳ. Họ với tu vi thấp không nên tùy tiện tấn công một người có tu vi cao, chưa kể đó còn là đệ tử nổi danh của Túc Nguyên Tông. Hơn nữa, việc này liên quan đến người khác, nếu lỡ tay, kết quả sẽ là gà bay trứng vỡ, tất cả đều uổng phí. Điều quan trọng nhất là giết Yến Kỳ ngay bây giờ sẽ quá tiện lợi, không thể phát huy giá trị lớn nhất của hắn. Sau khi kiềm chế sự nôn nóng của Ngô Cân Lượng, Sư Xuân đi đến trước mặt Yến Kỳ, dò hỏi, Yến huynh, chúng ta ở lại để làm gì? Yến Kỳ lấy ra tử mẫu phù, nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ nói, biện pháp mà Vương huynh nói hôm qua, ta quyết định áp dụng, vì vậy mới điều người biết chuyện đi chỗ khác, người hiểu chứ? Sư Xuân làm bộ như bừng tỉnh, liên tục gật đầu, hiểu rồi. Ngô Cân Lượng thì với vẻ mặt mơ màng hỏi, biện pháp gì? Sư huynh, chuyện gì? Nhìn phản ứng của hắn, Yến Kỳ có chút buồn bực, chẳng lẽ Vương Thắng không nói cho hắn biết gì sao? Sớm biết vậy thì chỉ cần giữ lại Vương Thắng một mình là được. Trước đó thấy hai người này lén lút nói chuyện riêng, hắn tưởng rằng Cao Cường cũng biết chuyện này. Không để ý đến Ngô Cân Lượng, Yến Kỳ cầm tử mẫu phủ quay người đi ra, gửi tin nhắn cho Mộc Lan Thanh Thanh. Sau khi nhận được hồi đáp, hắn mới quay lại và nói, nhân thủ sắp tới, chỉ là vẫn cần có người dẫn đường. Quản ôn mất tích ở đâu? Các ngươi là người trực tiếp trải qua, đành làm phiền hai vị dẫn đường. Đối với hắn, đây đã là điểm giá trị cuối cùng mà hai người này có thể phát huy. Cái gì? Ngô Cân Lượng kinh ngạc nói. Yến Kỳ nhíu mày, thế nào, không muốn làm bạn với Túc Nguyên Tông sao? Đối phó với những kẻ muốn liếm mông Túc Nguyên Tông, chiêu này trước sau như một rất hữu hiệu. Sư Xuân dường như cũng không ngoại lệ, sau khi do dự một lúc hỏi, Yến huynh có đi vào không? Yến Kỳ bình tĩnh đáp, ta cần ở bên ngoài để phụ trách liên lạc với các bên. Sư Xuân lắc đầu, dứt khoát nói, Yến huynh không đi vào, vậy chúng ta cũng không vào. Sắc mặt Yến Kỳ chìm xuống, hỏi lạnh lùng, tại sao? Sư Xuân đáp, tránh hiểm nghi. Yến Kỳ không hiểu, tránh hiểm nghi gì? Sư Xuân giải thích, nếu trong trường hợp ở bên trong xảy ra chuyện, trong lòng ta có thể sinh ra oán hận, Yến huynh không sợ chúng ta nắm được chân tướng rồi thông báo cho những người khác sao? Ta cảm thấy ở bên cạnh Yến huynh,
chúng ta sẽ dễ dàng tránh khỏi hiểm nghi. Thứ hai, có Yến huynh bảo hộ, chúng ta đi vào sẽ yên tâm hơn một chút. Quan trọng nhất là, nếu Yến huynh không đi vào, những người khác sao có thể yên tâm đi vào? Có vài lời có thể khó nghe, nhưng Yến huynh sẽ không nghĩ rằng Túc Nguyên Tông trong mắt đại gia quan trọng hơn mạng sống của họ chứ. Một số việc họ không nói ra trước đó, nhưng sự thật là nếu Quản Ôn không dẫn đầu, những người khác sẽ không đi vào. Ta nghĩ người sắp tới cũng sẽ nghĩ vậy, Yến huynh có thể cân nhắc một chút, bằng không đến lúc đó sẽ tự mình xấu hổ. Yến Kỳ bị những lời này làm cho trầm ngâm, Sư Xuân tiếp tục khẽ nói, chúng ta đi vào, chỉ cần ở nơi an toàn không chạy loạn, thật ra cũng không có nguy hiểm gì. Ai mà biết Quản Ôn đã chạy đi đâu làm gì? Đột nhiên, ba người cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 100 người đang bay lượn tới, rõ ràng là nhân mã đã đến. Quả đúng như vậy, sau khi nhóm này hạ xuống liền tiến đến chào hỏi Yến Kỳ, Yến huynh, Quan huynh phái chúng ta đến để nghe điều động, không biết có gì phân phó. Yến Kỳ chậm rãi quay người, nhìn về phía sương mù lượn lờ ở Nguyệt Hải, trầm ngâm, rõ ràng vẫn đang suy nghĩ về những lời nói lúc nãy. Hành vi nhìn xa xăm này cũng khiến người ta đoán được một chút mánh khóe, trong nhóm mới đến có 10 dò hỏi, không phải là muốn vào Nguyệt Hải sao? Yến Kỳ hơi gật đầu, từ bên hông tháo xuống số trùng cực tinh mà hắn đã thu thập từ các phái vào tối hôm qua, lắc lên và nói, bên trong có nhiều trùng cực tinh, ta đi vào tìm ngẫu nhiên, cũng có nhiều siêu dịch do siêu, Quản Ôn đã dẫn nhóm người đi vào rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm đều đầy sự không tình nguyện. Sư Xuân lên tiếng, thật ra bên trong không nguy hiểm như mọi người tưởng tượng, chỉ cần không tiến vào khu vực trung tâm thì không sao. Yến huynh tự mình dẫn nội vào, còn có gì mà phải sợ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Yến Kỳ. Yến Kỳ bị những lời nói này giữ lại, trầm mặc một lúc rồi nói, ừm, ta sẽ dẫn đội. Dù là như vậy, mọi người vẫn không mấy vui vẻ, mặc dù không từ chối, nhưng cũng không ai trực tiếp thể hiện sự sẵn lòng đi vào, coi như đã yên lặng đồng ý. Yến Kỳ cũng không nói nhiều, biết rằng việc này không thể kéo dài quá nhiều, có thể yên lặng đồng ý đã là tốt rồi. Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho Sư Xuân xuất phát, đi thôi, cùng chúng ta đi nào. Sư Xuân nhiệt tình vẫy tay, dáng vẻ như thể chẳng có nguy hiểm gì. Hắn cùng Ngô Cân Lượng đi đến bên vách núi, lần lượt đứng dậy bay đi. Yến Kỳ cũng tiến đến bên vách núi và chào một tiếng, đi thôi. Vậy là một đám người không quá tình nguyện, bất đắc dĩ nhảy vào trong sương mù của núi rừng. Sau khi hạ xuống, họ vẫn đến chỗ cũ. Sư Xuân nhìn về phía đỉnh núi, nơi trước đó đã giải quyết Quản Ôn, chờ Yến Kỳ hạ xuống, chỉ vào dấu chân trên mặt đất và ra hiệu rằng đây chính là nơi họ đã đến trước đó. Hắn chỉ theo hình quạt về phía trước và thấp giọng nói, chính là vùng này. Yến Kỳ cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ gật đầu. Sau khi nhóm người hạ xuống, lập tức chia khu vực tìm kiếm và giao nhiệm vụ cho mọi người rằng nếu thấy Quản Ôn, hãy dẫn hắn đến cho hắn. Đợi cho đến khi một nhóm nhân viên thận trọng đã tản vào trong rừng núi, Yến Kỳ liếc qua hai người Sư Xuân bên cạnh, ánh mắt đã lộ rõ sát ý. Một khi đã tiến đến đây, hắn không còn ý định để cho hai người sống sót rời đi. Hắn lại nhìn về phía những bóng người đang tìm kiếm trong núi rừng, chỉ chờ khi bọn họ đã đi xa. Việc có thể tìm thấy Quản Ôn hay không, đối với Yến Kỳ thật ra không quan trọng, chỉ cần có động tác tìm kiếm là đủ. Sư Xuân lại quay người, chỉ vào đỉnh núi phía sau. Yến huynh, đỉnh núi này chính là nơi Quản Ôn mất tích tối qua. Thừa dịp Yến Kỳ quay người nhìn lại, hắn cũng liếc mắt ra hiệu cho Ngô Cân Lượng. Ngô Cân Lượng liền nói, ban đêm ánh sáng không tốt, ban ngày hẳn là có thể nhìn rõ ràng hơn. Nói xong, hắn lập tức nhảy lên bay lên đỉnh núi. Sư Xuân hỏi Yến Kỳ có muốn lên xe một chút không? Yến Kỳ dùng hành động để trả lời, cũng lách mình bay lên. Sư Xuân nhanh chóng nhảy lên theo sau. Vừa đến đỉnh núi, họ liền thấy trên một thân cây có dòng chữ lớn dễ thấy, đã trở về tập kết trên bờ, mau trở về. Yến Kỳ nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, sau đó Sư Xuân giải thích, đây là khi không chờ được nữa, đã để lại cho Quản Ôn. Yến Kỳ không nói gì, bắt đầu dò xét xung quanh. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng quái âm của Ngô Cân Lượng, đây là cái gì? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Cân Lượng dưới một gốc cây đại thụ, đang dùng mũi chân gạt một cục sắt dính đầy bùn đất, vẻ mặt như không biết gì. Yến Kỳ nhìn kỹ thì vô cùng kinh ngạc, hắn rất quen thuộc với hình dạng kim loại tùng tháp này. Dù có dính đầy bùn đất, hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Lập tức, hắn lách mình đi đến, dùng sức hút vật đó vào tay xem xét, không phải là pháp bảo phong lân thì còn là gì. Theo sau, Sư Xuân rút dao găm từ trong tay áo, nhẹ nhàng và điêu luyện, không mang theo bất kỳ dấu vết nào. Thừa dịp lúc Yến Kỳ đang hoàn toàn phân tâm, một đường ánh sáng lạnh cắm vào lưng trái Yến Kỳ, chính xác đâm vào tim, một nhát chí mạng. Yến Kỳ cầm phong lân, cả người run rẩy, ánh mắt trừng lớn,
Ngô Cân Lượng nhanh chóng đưa tay chặt một nhát vào cổ họng của hắn, rồi đặt dao bản lớn chắn trước người Yến Kỷ, chuẩn bị đề phòng mọi tình huống xảy ra. Nếu không sợ trên mặt đất có vết máu, hắn đã có thể chém người làm đôi. Bốp, Phong Lân rơi xuống đất. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng lập tức hành động, như thể đang thực hiện lại quá trình xử lý Quản Ôn trước đó, phối hợp rất thành thạo, không có chút cảm xúc nào khi đối mặt với một sát người. Nhặt Phong Lân lên, hai người gắng gượng nâng Yến Kỳ và nhanh chóng chạy đi, quay trở lại chỗ cũ. Rất nhanh, hai người đã tiến vào khe sâu mà trước đó đã chôn Quản Ôn, chuẩn bị làm một việc tốt, chôn chung sư huynh đệ hai người lại với nhau. Nhưng khi đến điểm chôn cất, hai người như bị dính phải định thân phù, đồng loạt đứng im tại chỗ. Một luồng ánh sáng màu tím chiếu sáng khe sâu không quá tối vào ban ngày. Để nhìn rõ hơn, Sư Xuân lấy ra một viên đàn kim, chỉ thấy đất đá tại nơi chôn cất Quản Ôn đã bị lật tung, thi thể bên trong biến mất. Chuyện này là sao? Trong lòng hai người có chút run rẩy. Chúng ta không đi nhầm chỗ chứ? Ngô Cân Lượng hỏi một câu. Sư Xuân ném xác Yến Kỳ sang một bên, rút dao từ sau lưng, cầm viên đàn kim đi vòng quanh trong khe sâu để kiểm tra. Ngô Cân Lượng cũng rút dao ra để đề phòng và hỏi tiếp, có phải bị dã thú tha đi không? Sư Xuân lạnh lùng đáp, Nguyệt Hải không có dã thú. Chương 112, giam cầm. Thuyết pháp này tối qua bọn họ cũng đã nghe môn phái khác nhắc đến, khác với Vô Kháng Sơn, các môn phái khác đều đã tìm hiểu trước tình hình. Trong Nguyệt Hải không có rắn, côn trùng, chuột, kiến, đừng nói đến dã thú, dường như cả động vật địa phương cũng không có, nhưng có vẻ như có thứ gì đó giống quái vật. Cụ thể là quái vật gì thì người bình thường cũng không rõ, ngay cả ban tổ chức đại hội cũng chỉ nói là gặp nguy hiểm, nhưng không nói rõ nguy hiểm gì. Ngô Cân Lượng nhanh chóng tựa lưng vào lưng Sư Xuân nói. Nói cách khác, hoặc có người đã đến, hoặc là quái vật đến. Sư Xuân cảnh giác nhìn bốn phía, ta thà rằng đó là quái vật. Nói xong, hắn thi pháp thôi động huyết khí, kích phát dị năng trong mắt phải, nhìn quanh một lượt, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, nhưng không thấy quái vật nào. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện một chuyện khác thú vị hơn. Hình dáng sương mù mờ nhạt quanh thân Yến Kỷ bên phải đã gần như tan biến hoàn toàn, tựa hồ sắp biến mất. Bởi vậy, hắn có thể đoán rằng, sau khi người chết trong một thời gian nhất định, khả năng nhìn của mắt phải sẽ không còn hiệu quả. Trong khu vực này, mắt phải của ta không thấy gì nữa. Sư Xuân ngắn loạn thông báo, biết rằng đối phương hiểu được, nên không cần dài dòng. Nghe vậy, Ngô Cân Lượng thở phào nhẹ nhõm, hỏi Yến Kỷ xử lý thế nào. Sư Xuân nói, lo lắng cũng đã muộn, xử lý như thường lệ đi, người làm ta đề phòng. Biết rằng ánh mắt của Sư Xuân có thể thấy những gì người bình thường không thấy, Ngô Cân Lượng lập tức hành động, trước tiên lục soát trên người Yến Kỷ, sau đó giống như đã làm với Quản Ôn, chém đứt tay, tháo vòng tay, ném vào hố rồi trực tiếp chôn. Sau đó, từ đồ vật đã lấy được, Ngô Cân Lượng lấy ra một cái phong lân cho Sư Xuân, vui mừng không tả được. Mỗi người một cái, lần này chúng ta thật phát tài rồi, thứ này có giá trị còn hơn cả nhà cửa ở Vương Đô, lại có thể trực tiếp dùng để bay. Túc Nguyên Tông có 5 người, chúng ta lại thu về 3 cái, đời này có thể nằm ngửa mà hưởng thụ rồi. Ha ha ha, thứ này đúng là tốt cho việc di chuyển và chạy trốn, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại. Sư Xuân cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy thu vào. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. À, âm thanh không lớn, khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ mơ hồ. Hai người nhìn nhau, lập tức nhảy ra khỏi khe sâu. Vừa ra ngoài, Ngô Cân Lượng nhanh chóng ném vòng tay và tử mẫu phù của Yến Kỷ đi thật xa. À, lại có tiếng kêu thảm thiết, kèm theo tiếng đánh nhau ầm ĩ. Hai người giật mình, lập tức nhảy lên cây để quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì. Chỉ thấy động tĩnh từ khu vực mà hơn trăm người đang rải rác tìm kiếm. Sư Xuân nhanh chóng rơi xuống rừng, không đáp xuống đất mà di chuyển nhanh giữa những nén cây. Ngô Cân Lượng cầm đại đao theo sát, hai người nhanh chóng chạy đến đỉnh núi nơi trước đó đã xảy ra sự việc, trốn trong tán cây để nhìn xa. Họ thấy có rất nhiều cây rừng lay động, và sau đó thấy trong rừng cũng có người đề phòng nắm nhìn, có lẽ vì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chính là những người từ các môn phái khác. Rất nhiều người không biết đang có nguy hiểm gì, nhưng lại nhảy ra hướng về phía bờ mà chạy. Đáng sợ là có người vừa nhảy lên không trung đã đột nhiên biến mất. Còn có những người như bị thứ gì đó vô hình bắt lại, trong khoảnh khắc bị kéo trở lại vào trong rừng. Mắt Ngô Cân Lượng lộ rõ sự sợ hãi, cái quái gì vậy? Mắt phải của Sư Xuân lại thấy một cảnh tượng khác, có rất nhiều quái vật lớn màu nâu như bạch tuộc, số lượng xúc tu còn nhiều hơn cả bạch tuộc, có thể linh hoạt xuyên qua các cây cối, còn có thể bay như bướm trên không trung. Bên trong cơ thể của những con quái vật này có những ánh sáng màu lam lóe lên, giống hệt với trùng cực tinh. Xúc tu của chúng bắt lấy người và kéo vào một khe đen như mực.
có người nhảy lên giữa không trung và đột nhiên biến mất cũng là do rơi vào khe đó. Khe giống như một cánh cửa, hoặc như miệng của quái vật, người đi vào sẽ bị nuốt mất, biến mất hoàn toàn. Đối mặt với loại kẻ địch không thể nhìn thấy, lại thêm bẫy dập xuất hiện từ hư không, không cách nào đối phó được, cũng có người chặt đứt xúc tu đang quấn lấy mình, rồi cấp tốc bỏ chạy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét sợ hãi, tiếng đánh nhau và bóng người chạy trốn lên xuống, tất cả tạo thành một cảnh hỗn loạn trước mắt, không thể chơi tiếp nữa. Đi thôi, Sư Xuân gấp rút hô. Vừa quay người, hắn liền vung cánh tay chắn ngang, khẩn cấp kéo lấy Ngô Cân Lượng, trừng mắt nhìn trước mặt, nơi không trung trống rỗng, một quái vật sư mù khổng lồ màu nâu đang tung bay trước mặt họ, không hề phát ra tiếng động, tựa hồ như đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nhìn phản ứng của Sư Xuân, Ngô Cân Lượng biết rằng có chuyện không ổn, lùi lại. Sư Xuân hét lên, nhìn thấy xúc tu của quái vật chộp tới, hắn kéo Ngô Cân Lượng khẩn cấp lùi lại. Đột nhiên, phía sau xuất hiện một luồng khí lạnh, hai người cảm thấy ánh sáng xung quanh đột ngột tối sầm lại, phía trước cảnh vật như thể bị tắt đèn, trong chớp mắt họ đã chìm vào bóng tối vô tận, tựa như từ ban ngày nhảy thẳng vào đêm khuya mà không còn chút ánh sáng nào. Sư Xuân lập tức cảm thấy da đầu tê dại, hắn hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy của cái khe kia, dị năng mắt phải cũng biến mất ngay lúc đó. Bị rơi vào trong bóng tối đã đành, họ còn cảm thấy cơ thể rơi xuống, lảo đảo, vũ khí trong tay cũng va đập tạo nên tiếng kêu. Dùng sự ma sát tạo ra tia lửa, hai người mơ hồ phát hiện ra mình đang ở trong một khe hẹp. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, họ dừng lại, lần lượt lấy ra một viên đàn kim để chiếu sáng. Xuân Thiên, Cân Lượng, hai người cùng lên tiếng, trong giọng nói đều có sự lo lắng cho an toàn của đối phương. Nghe thấy tiếng của nhau, một người ngẩng đầu nhìn lên, người kia cúi đầu nhìn xuống. Sư Xuân đứng hai chân rộng ra để chống đỡ hai bên vách đá, cúi đầu nhìn xuống. Ngô Cân Lượng thì cầm đao ngang giữa hai bên vách đá, tay nắm chặt chuôi đao, ngẩng đầu nhìn lên, thấy động tác của Sư Xuân, liền kéo dây từ mình, hai chân chống lên hai bên vách, nửa nằm trên đao, cười hắc hắc. Nếu chỉ có một mình, có lẽ họ sẽ hoảng loạn, nhưng có đồng đội bên cạnh và thấy đối phương vẫn an toàn, họ liền nhẹ nhõm hơn. Sau khi ổn định tâm lý, hai người bắt đầu quan sát xung quanh. Hai bên là vách đá đen kịt, độ cứng của nó vừa rồi đã được kiểm tra qua, không phải là loại đá bình thường, thoạt nhìn cũng không giống là vách đá bình thường. Không gian trong khe hẹp này rất ẩm ướt, có sương mù phiêu đãng, trên vách đá có hơi nước. Khe đá kéo dài lên trên không thấy đầu, nhìn xuống không thấy đáy, bên trái phải cũng không biết kết thúc ở đâu. Từ cảnh tượng căng thẳng khi chiến đấu với quái vật, giữa ban ngày đột nhiên đổi thành không gian hắc ám chật hẹp như thế này, Ngô Cân Lượng thật sự quá tải, nói, Xuân Thiên, tình huống này là sao? Không biết, chỉ thấy một loại quái vật kỳ lạ, có vẻ như liên quan đến trùng cực tinh. Sư Xuân kể lại toàn bộ những gì mình thấy, rồi bắn một viên đàn kim về phía trên. Đàn kim không bay lên quá cao. Chưa đến 20 trượng đã đụng phải vách đá, không phải vì đã đến đỉnh, mà vì vách đá gập ghềnh, ánh sáng rơi xuống trước khi họ kịp nhìn thấy phần cuối của khe nứt, nơi có vẻ như kéo dài đến một không gian vô định. Đình đình đang rơi xuống các thanh kim loại. Sư Xuân không đưa tay ra đón, cúi đầu nhìn nó hạ xuống. Ánh sáng dần dần thu nhỏ lại, dần dần không còn nhìn thấy gì nữa, tiếng rơi cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không biết liệu có đến nơi hay không. Nơi hẹp này, người không thể chen qua, tình cảnh như vậy có chút rợn người. Sư Xuân co hai chân lại, nhảy xuống, đáp trên đại đao của Ngô Cân Lượng đang mắc trên vách đá, cắm đao vào vỏ đao đeo sau lưng, hắn nói một tiếng, ta lại sử dụng mất phải. Vẻ mặt Ngô Cân Lượng căng thẳng, biết rằng việc sử dụng dị năng của mắt phải liên tục sẽ có hậu quả không tốt, hắn cũng đứng lên, ngồi một chân trên đại đao của mình, nhìn hắn. Sau khi huyết khí lần nữa kích hoạt dị năng mắt phải, thân hình Sư Xuân lại thoáng hiện. Hắn duỗi tay vịn chặt vào vách đá, hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí nơi này hết sức mỏng manh, mắt phải đánh giá xung quanh, càng nhìn càng kinh ngạc. Trong khe vách đá, không có gì cả, chỉ là hư không thực sự, không có sắc màu nền, chỉ có đôi khi lóe lên vài đường sáng mờ ảo, mà vách đá trong tầm nhìn của mắt trái lại là vật chất thực. Đây là lần hiếm hoi, hắn thấy hiện thực và hư ảo cùng tồn tại với nhau khi sử dụng dị năng của mắt phải. Có lẽ do vách đá gồ ghề, mắt phải cũng không nhìn thấy được phần cuối. Không biết bên nào có lối ra. Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng, Cân Lượng, nơi này khác với bên ngoài, chỉ sợ ngay cả định thân phù cũng mất hiệu lực. Ngô Cân Lượng giật mình không nhỏ, à, tình huống thế nào? Sư Xuân đáp, trước hết tìm đường ra. Ngô Cân Lượng lo lắng nói, nơi này vô tận không có lối ra, chúng ta liệu có bị kẹt chết ở đây không? Ít nói nhảm đi. Sư Xuân phun một mặt nước bọt vào hắn, rồi cúi người mò lấy cánh tay của hắn,
Bát lấy tay áo và kéo xuống một vòng. Ngô Cân Lượng tò mò hỏi, làm gì thế, mới mặc mấy ngày tốt quần áo mà. Sư Xuân từ trên quần áo lột ra từng sợi tơ, sau đó lấy từng hạt kim buộc lên, rồi buộc quanh người Ngô Cân Lượng, nhiều hơn một chút sẽ nhiều lớp hơn. Nơi này không khí mỏng manh, rất có thể vốn dĩ không có không khí, là do không gian mở ra nên từ bên ngoài đưa vào, đưa tay chân ra ít tốn sức, cũng tiện để chiếu sáng. Thì ra là vậy, ở nơi tối tăm này, cách này không tệ. Ngô Cân Lượng lập tức làm theo, buộc kim lên người như Sư Xuân. Kim càng buộc nhiều, quanh thân càng sáng. Hai người ở cùng nhau trong tình cảnh này vẫn rất ấm áp. Ngô Cân Lượng đột nhiên cười hề hề. Sư Xuân hỏi, ngốc cười cái gì, còn cười được nữa à? Ngô Cân Lượng cười hề hề, chợt nhớ đến hồi nhỏ bọn hắn nói chúng ta lớn lên lượng cơm ăn cũng tăng, sau này phải tự kiếm ăn, rồi ném cho hai cái đao gãy. Sau này đói quá lao ra liều mạng với người ta, mấy đồng bọn nhỏ chết mất, chúng ta cũng bị đánh gần chết. Rồi có một ngày, ngươi nói ngươi muốn cướp vị trí đại đương gia Đông Cửu Nguyên. Ngươi còn nhớ ngươi nói gì với ta không? Sư Xuân hơi im lặng, không biết có thật quên không? Chỉ lắc đầu, Ngô Cân Lượng cười hề hề. Ngươi nói, từ ngày ta cầm đao liều mạng, mỗi miếng ăn của ta đều là chính ta cướp được. Sư Xuân nhíu mày, giờ này rồi còn nhắc lại cái đó làm gì? Ngô Cân Lượng, ý ta là chúng ta nhất định có thể đi ra, ngươi đừng từ bỏ. Sư Xuân liếc mắt nhìn hắn, buộc thêm một hạt nữa, rồi ném đi tấm vải rách trên tay. Được rồi, cũng không khác biệt nhiều. Ngô Cân Lượng cũng thu tay lại, nhìn quanh một lượt từ trên xuống dưới, hỏi, đi hướng nào? Tất nhiên là đi hướng nào bớt việc. Sư Xuân nhìn về phía dưới, ta không tin thật sự có cái gọi là động không đáy. Dứt lời, trực tiếp nhảy xuống từ trên đao. Gấp cái gì, chờ một chút. Ngô Cân Lượng tranh thủ mở rộng chân để chống lên hai phía, xốc đao lên vai, rồi cũng thu chân nhảy xuống. Không bao lâu sau, hắn phát hiện Sư Xuân lại dừng lại, kẹp chân lại. Hắn rơi xuống trước mặt Sư Xuân, cũng kẹp chân lại, vừa định hỏi sao vậy, ánh mắt chạm vào vách đá, không khỏi ngỡ ngàng. Đó lại là bích họa, hơn nữa là bích họa quy mô dị thường, khắc họa sơn thủy đỉnh đài lầu cát. Không biết ai nhàn rỗi đến nỗi khắc vào đây. Hắn vui mừng nói, có người khắc bích họa, tức là có lối ra, mau tìm nhanh lên. Sau đó giống như một con nhện biết phát sáng, hắn di chuyển trên vách đá với tốc độ cao, từ trên xuống dưới, giống như con vịt vẫy đuôi, động tác rất nhanh. Sư Xuân thì di chuyển từ từ, dò xét hai bên sườn núi khắc lên các hình vẽ. Vách đá vô cùng cứng rắn, như thường thì làm ra vết cắt cũng khó. Thủ bút này quả thực không nhỏ, người khắc ít nhất cũng phải có tu vi rất cao. Bỗng nhiên, tiếng Ngô Cân Lượng vang lên từ phía xa, Xuân Thiên ở đây, mau tới, mau tới. Ánh mắt Sư Xuân chuyển hướng, sau đó hắn như người bay đến, nhanh chóng đáp chân lên vách đá, đáp xuống trước cửa một đỉnh viện, được chạm khắc tinh tế giống như cửa vào một hang động. Bên trong ánh sáng chập chờn, Ngô Cân Lượng xông ra, tay cầm một vòng tay kim loại cũ, giọng nói run run vì phấn khích. Xuân Thiên, người đoán xem, đây là cái gì? Các bạn đang nghe truyện Sơn Hải Đề đăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnhocviet.top, chương 113, bắt đầu yêu sách, còn cần đoán sao? Nhìn bộ dáng kia của hắn cũng biết là gặp bảo vật. Chỉ có điều là cái vòng tay này, có thể tính là bảo vật gì chứ? Sư Xuân không hiểu, trực tiếp bắt lấy vòng tay xem xét. Một đầu vòng tay rộng và dẹp, màu sắc khó nhận biết, dư ém tử diễm, trên đó khắc các hình nhật nguyệt tinh thần và núi sông, hoa văn xưa cũ, mang mùi vị của sự tinh xảo không gượng ép. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Ngô Cân Lượng hưng phấn nhắc nhở, người thi pháp kiểm tra thử bên trong một chút. Sư Xuân ngước mắt nhìn hắn, sau đó thi pháp làm theo, chỉ cảm thấy pháp lực vừa vào liền chạm phải một mảnh hư vô, như lao vào một không gian rộng lớn, giật mình thu hồi lại. Hắn nhìn về phía đối phương, đầy vẻ kinh ngạc hỏi, đây là gì? Ngô Cân Lượng hưng phấn reo lên, còn có thể là gì? Bên trong có càn khôn, là càn khôn vòng tay trong truyền thuyết, cao cấp hơn túi càn khôn nhiều. Ngươi nhìn không gian bên trong mà xem, quá lớn, ghê gớm thật, đây chắc chắn không phải là càn khôn vòng tay bình thường, đây nhất định là vật mà đại nhân vật dùng đến, lần này phát tài rồi, chuyến đi này không tệ. Sư Xuân hướng mắt nhìn vào trong động phủ tối đen như mực, nhạt được ở bên trong mà. Người tới đây, Ngô Cân Lượng vẫy tay, ra hiệu cùng hắn đi vào. Vào cửa liền thấy một tường xây làm bình phong chặn cổng, đi vòng qua xem xét, bên trong là một tòa điện đường rộng lớn, điêu khắc liền khối từ vách đá. Trong điện còn xây một bảo tọa trên 3 tầng bậc thang, bên trên có một cái giường rộng, trên giường dường như có một người ngồi. Sư Xuân còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, Ngô Cân Lượng đã trực tiếp lao tới, chiếu sáng vào người ngồi trên giường, căn bản không phải người, giống như là không biết là thứ gì. Sư Xuân tiến lại gần xem, cũng không nhận ra đó là gì, giống như một con chuột bự lông xù,
gầy gò, da bọc xương. Với kiến thức của cả hai người, đều không nhận ra đó là loại sinh vật gì. Con chuột gầy khô nhắm mắt, răng nanh lộ ra nơi khóe môi khô quắt, móng vuốt sắc bén đen nhánh, bộ lông bóng loáng, dù dưới ánh tử diễm cũng có thể nhìn ra là màu vàng kim, trông như một yêu tu đã tọa hóa. Vốn mặc quần áo người, nhưng sau khi tọa hóa hiện hình, thân thể nhỏ đi rất nhiều, quần áo trượt xuống sàn. Ngô Cân Lượng chỉ vào cổ tay của con chuột bự, hái vòng tay từ tay nó xuống. Nhìn chỗ ngồi này, hẳn là nơi chính chủ cư ngụ. Sư Xuân lại cẩn thận quan sát thêm chiếc giường, rồi đi đánh giá xung quanh bích họa trong cung điện, hy vọng tìm ra thân phận của chính chủ hoặc lối ra, nhưng kết quả chẳng có manh mối nào. Cuối cùng vẫn là Ngô Cân Lượng nhắc hắn kiểm tra bên trong vòng tay xem có gì. Thế là Sư Xuân một lần nữa thi pháp kiểm tra. Trước đó chỉ cảm thấy không gian quá lớn, lần này hắn cẩn thận cảm nhận, không khỏi vội vàng đổ một đầu mồ hôi, cuối cùng cũng công nhận lời của Ngô Cân Lượng, vật này tuyệt đối là của đại nhân vật, bởi vì hắn không xứng đáng để sử dụng nó. Đạo lý rất đơn giản, tu vi của hắn có giới hạn, mà không gian bên trong quá lớn, không chỉ đơn giản là lớn, mà quả thực tự thành một thế giới. Điều này so với những thứ bọn hắn từng nghe về túi càn khôn hay càn khôn vòng tay, có thể chứa được bao nhiêu đồ vật không biết lớn gấp mấy lần. Đây không chỉ là chuyện chứa đồ vật, sợ rằng còn có thể chứa cả những ngọn núi. Đúng là càn khôn vòng tay chính hiệu. Đồ vật này là bảo vật, tốt đến mức khoa trương, tốt đến mức hắn không có tư cách kiểm soát nó. Cuối cùng, hắn không thể chịu nổi nữa, lau mồ hôi lạnh, quyết định ném càn khôn vòng tay cho Ngô Cân Lượng. Bên trong không gian quá lớn, điều tra thật sự quá tốn sức, ta chịu không nổi, ngươi tiếp tục đi, ta phải đập thuốc hồi phục một chút. Vậy à, Ngô Cân Lượng nghĩ một chút, sau đó theo cách đã nghe qua, thi pháp rút ra đồ vật, cầm lấy vòng tay rồi bắt đầu run rẩy, giống như muốn làm rơi thứ gì đó. Vậy khỏi điều tra nữa, trực tiếp đổ toàn bộ ra ngoài không được sao? Sư Xuân bị hắn dọa, kêu lên, dừng tay, nhưng đã muộn, một vật phẩm bị hắn đổ ra, suýt nữa đập vào chân của hai người, khiến cả hai kinh hãi đồng thời giơ chân né tránh. Đó là một chiếc gương. Ngô Cân Lượng không hiểu, sao vậy? Sư Xuân còn chưa hết sợ, nói, người điên rồi sao? Trong đó lớn đến khủng khiếp, ai mà biết bên trong có bao nhiêu thứ. Đây là không gian nhỏ như thế này, ngươi đổ hết ra, không sợ chúng ta bị chôn sống ở đây sao? Nghe như vậy, Ngô Cân Lượng cũng bị dọa không nhẹ, lòng đầy lo lắng, chỉ vào chiếc dương một cách lúng túng nói, nhưng mà đã đổ ra rồi, chỉ có một cái dương thôi. Sư Xuân kinh ngạc, chỉ một cái dương? Ngô Cân Lượng gật đầu, chỉ một cái dương. Sư Xuân im lặng, một không gian chữ vật lớn như vậy mà chỉ để một cái dương, thật là lãng phí không hợp thói thường. Hắn lúc này mới xốc lên cái khóa, nghiêng người qua một bên, chậm rãi mở nắp dương, mở ra hoàn toàn rồi cũng không thấy có nguy hiểm gì. Hai người lúc này mới tiến lại gần để xem. Đập vào mắt đầu tiên là một cuốn sổ đen như mực, có kích thước khoảng một thước vuông, dưới ánh sáng của tử diễm hiện ra một cảm giác quỷ dị. Trên bìa có bốn chữ lớn màu đỏ sẫm đầy khí phách. Ngô Cân Lượng nghiêng đầu đọc. Bắt đầu yêu sách, Ngô Cân Lượng ngậm đầu hỏi, đây là thứ gì, ta làm sao biết được? Sư Xuân liếc một cái coi thường, nhẹ nhàng chạm vào bìa, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, nhẹ nhàng mở ra, bên trong vẫn là một giao diện màu đen, nhưng mỏng hơn rất nhiều, đầy chữ nhỏ li ti, đều là chữ khắc lõm. Vết khắc không biết lấp đầy thứ gì màu đỏ, tạo ra một cảm giác tà mị. Rõ ràng kiểu chữ rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại cho người ta một cảm giác đẫm máu. Lật qua trang khác, có cầu có họa, hai người đều là người tu hành, cẩn thận xem xét một lúc liền hiểu, đây là một bộ công pháp tu hành, nhưng không phải dành cho người tu hành, mà là dành cho yêu. Với hai người mà nói, hoàn toàn vô dụng, hơn nữa một số nội dung cũng khá mơ hồ. Lật hết với tốc độ cao, thấy thực sự không có giá trị, lại khép lại, cầm lên bên cạnh một khối ngọc khắc, đầy chữ, để xem xét kỹ hơn. Chỉ thấy trên đó viết, ta là Kim Chiến, bị khốn ở đây hơn nghìn năm, sắp phát điên, tự biết thọ hạn gần kề, để lại lời nhắn này. Người hữu duyên nhìn thấy, xin hãy cực khổ mang bắt đầu yêu sách, giao lại cho hậu nhân của dòng họ Kim, tọa lạc tại Tụ Quật Châu, Kim Khuyết Sơn. Nếu người còn, sách sẽ còn, trong dương là duyên phận của người ấy. Nếu hậu nhân có thể tu luyện yêu sách, tất sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Người vào đây, ta đã thu gom không ít, cùng cả đời ta tích góp, bảo tàng ẩn vào bích họa, huyết mạch của họ Kim. Nếu tu luyện yêu sách có thể dùng thuật khám phá, tìm được bảo tàng, hậu nhân của ta chỉ có thể lấy 3 món, số còn lại tận hiến cho ân công. Người rời khỏi đây, nhất định không lo hậu nhân thất hứa. Nếu người vào đây mà không thể rời đi, xin chớ phá hủy di vật của ta. Trong đời ta còn có những điều tiếc nuối,
hoặc có nguyện vọng chưa hoàn thành, có thể để lại lời nhắn tại đây. Hậu nhân của họ Kim nhìn thấy, nhất định không phụ ta, nhất định phải cùng nhau mà làm. Đọc xong, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng hai người ngơ ngác nhìn nhau, đã thấy lạnh lòng một nửa. Về bảo tàng, bọn hắn đã ném sau ót, huống chi bảo tàng này còn không phải là thứ mà bọn hắn có thể tìm được, chỉ có người ra khỏi đây mới có cơ hội lấy được. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là làm thế nào để đi ra, có người đã bị kẹt ở đây hơn nghìn năm mà vẫn không thể ra, điều này có nghĩa là gì? Trước hết, có thể bị kẹt ở đây hơn nghìn năm đã đại diện cho tu vi kinh khủng của hắn. Sơ võ có thọ hạn tùy từng người, cao võ có thể sống đến 150 năm, nhân tiên có thể đạt đến 300 năm, địa tiên có thể sống đến 800 năm, thiên tiên có thể sống đến 3.000 năm. Cái người tên Kim Chiến này có thể bị kẹt ở đây hơn 1.000 năm, nói rõ là cao thủ cảnh giới thiên tiên. Cao thủ cảnh giới cao như vậy, hơn nghìn năm đã nghĩ đủ mọi cách vẫn không thể ra, hỏi sao hai người bọn họ có thể không lạnh lòng, trong lòng quả thực lạnh buốt. Hiện tại đừng nói đến bảo tàng, cũng đừng nói đến càn khôn vòng tay, cho dù có một đại mỹ nhân, Ngô Cân Lượng cũng sẽ không còn hứng thú. Chẳng phải là Thiên Vũ Lưu Tinh Đại Hội sao? Sao lại đến nơi này? Xuân Thiên, chúng ta mới từ trong mục thoát ra được mấy ngày, giờ lại bị nhốt vào mục chết rồi. Ngô Cân Lượng mặt mũi đầy vẻ ai oán. Sư Xuân không thể phản bác, nhưng vẫn cổ vũ hắn, chỉ vào mắt phải của mình, chưa hẳn. Ngô Cân Lượng lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng. Xuân Thiên, vẫn là câu nói kia, ngươi tuyệt đối không thể buông bỏ, xưa nay đã như vậy, chỉ cần vị đại đương gia này không từ bỏ, hắn liền còn có lòng tin. Sư Xuân nhìn mặt trái của khối ngọc, không có nội dung, thi pháp điều tra cũng không phát hiện manh mối gì, tiện tay ném lên cuốn yêu sách, rồi cầm lên một chiếc lệnh tiện ánh vàng rực rỡ, dài khoảng nửa xích, trên đó khắc hoa văn giống với các hoa văn trên vách tường, không biết là manh mối gì, trong lời nhắn cũng không nhắc đến mật này, hắn lật qua xem xét rồi thi pháp điều tra, chợt có âm thanh kỳ lạ, phát hiện bên trong có điều bí ẩn, giống như là một món pháp khí. Lúc này, hắn thử dùng pháp lực kích hoạt những thứ tối tăm bên trong. Chợt, ông một tiếng ù tai, chỉ thấy một vệt kim quang từ lệnh tiễn tỏa ra, hóa thành một quả cầu hư ảnh màu vàng kim, bao bọc cả hai người trong đó. Ngô Cân Lượng đang từ trong dương moi ra một xấp tiền giấy để xem, ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi, cái gì thế này? Sư Xuân lắc đầu, hắn nào biết được. Ngô Cân Lượng lúc này nâng đại đao, thử chọc vào quả cầu ánh sáng, đại đao có thể tự do ra vào, không có cảm giác gì. Hắn để đao xuống, thử dùng tiền giấy trong tay đâm vào, cũng không có cảm giác, rồi thử chọc bằng ngón tay, cũng không có cảm giác gì. Sau đó hắn bước vào thử, cũng không thấy gì khác thường, cuối cùng hắn cứ đi qua đi lại, nhảy tới nhảy lui trong quả cầu vàng kim, cũng không cảm thấy có bất kỳ điều gì dị thường. Sau khi Sư Xuân thu lại pháp lực gia trì, quả cầu hư ảnh màu vàng kim liền biến mất, lặp đi lặp lại việc phóng thích và thu hồi nhiều lần, thực sự không cảm thấy có thành tựu gì. Dù biết đây tất nhiên là vật hữu dụng, nhưng hiện tại không rõ nên làm gì, hắn đành ném qua một bên, cùng với toàn bộ yêu sách và những thứ khác trong dương mang ra ngoài. Trong dương không còn vật gì khác, chỉ còn lại những xấp tiền giấy mà Ngô Cân Lượng đã moi ra. Hắn cũng cầm một xấp ra xem, phát hiện chất liệu không phải bình thường, hoa văn trên đó cực kỳ phức tạp, mang đến cảm giác rất kỳ bí. Tuy không hiểu rõ, nhưng hắn có thể cảm giác đó là thứ đồ gì, bởi vì trên đó có viết lục giới thông đổi, còn đánh dấu mức 100 vạn. Bên cạnh, Ngô Cân Lượng đã kiểm kê số lượng cho một xấp, đếm xong ngẩng đầu nói, vừa vạn 100 tờ, nói cách khác một xấp là 100 triệu. Sư Xuân nhìn vào quy mô trong dương, cái này chắc cũng phải mấy trăm xấp, vậy cho chúng ta mấy trăm ức, nghe có vẻ nhiều thật. Ngô Cân Lượng nói nhỏ, gương mặt buồn bực, vung tay với một xấp trong tay, vấn đề là, lão yêu quái này đến từ thời đại nào mà trong dương tài vật lại chỉ có thế này thôi, chứ 114, bảo y. Rút tấm vé ra xem, Sư Xuân cũng thở dài, lục giới thông đổi, lục giới tiền trang, ta cũng chưa từng nghe qua nha. Lục giới theo lời giải thích, giống như bao gồm cả ma giới, mà ma giới đã bị diệt vong bao lâu rồi, ai già, thiên đình lên danh sách các đời đã bao nhiêu lần rồi chứ. Ngô Cân Lượng ha ha cười, ma giới thì quá xa, nhưng lục giới tối thiểu bao gồm minh giới. Địa phủ đã phong ấn 800 năm rồi, lão yêu quái vừa bị kẹt ở đây, chắc chắn địa phủ vẫn còn bình thường, chỉ riêng điều này đã qua 2-3 triều đại. Nếu là mấy trăm ức miếng vàng kim đặt ở đây còn được, càn khôn vòng tay với không gian lớn như vậy cũng không khó chứa nổi, còn cái mớ phiếu giấy này có ích gì, tiền trừ phiếu giấy mang ra dùng ở bản triều, ngoài kia tiền trang có nhận không? Lão yêu quái này mà tạ ơn như thế, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Hắn cười không vui vẻ gì, như muốn nhảy vượt qua thời không,
Cảm giác tiếc nuối ấy không thể diễn tả được. Sư Xuân nhớ đến lời nhắn trên khối ngọc, liền cúi người lục trong dương, muốn xem có ai khác đã để lại lời nhắn khi lạc vào đây không, để tìm thêm chút manh mối. Nhưng nhìn qua, những xấp tiền giấy sắp xếp rất chỉnh tề, không có gì khác. Hắn lại lật tung dương lên, đổ toàn bộ tiền giấy ra, rồi lại cẩn thận lật từng trang trở lại vào dương. Trong quá trình này hắn xem kỹ, nhưng kết quả vẫn không phát hiện được gì, không khỏi thở dài. Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta có lẽ là người đầu tiên lạc vào đây sao? Ngô Cân Lượng nói, quan tâm điều đó không có ý nghĩa gì. Xuân Thiên, tốt hơn là nghĩ cách ra ngoài. Sư Xuân đáp, hắn có thể tìm nơi để thiết lập bảo tàng. Khả năng giấu trong vách đá là rất lớn. Giữa vách đá này có thể có lối ra. Đúng rồi, trước tiên leo ra từ đây đi. Ngô Cân Lượng hớn hở, tinh thần phấn chấn, liền muốn đeo vòng tay lên cổ tay mình, nhưng thấy Sư Xuân đưa tay ra đòi, còn móc ngón tay ra hiệu đưa lại đây. Hắn ngừng lại, không nói gì, nhưng vẫn thành thật đưa vòng tay cho Sư Xuân, không còn cách nào khác. Theo luật lệ của Đông Cửu Nguyên, phát tài là do đại đương gia phân chia, toàn bộ quy tắc của đất Lưu Đày đều như vậy, không có gì phải bàn cãi. Hắn cũng đã quen rồi. Dù bây giờ không còn ở đất Lưu Đày, nhưng hắn không thể đánh bại được Sư Xuân. Huống chi hắn còn hy vọng được người ta mang mình ra ngoài, nếu không có vật gì, đáng giá cũng vô ích, cũng phải giống như lão yêu quái kia chết ngạt ở đây. Sư Xuân đeo vòng tay vào cổ tay, rồi cũng để cuốn yêu sách và những vật khác vào trong dương, sau đó thu tất cả vào càn khôn vòng tay, lần này cẩn thận ghi nhớ vị trí. Quay đầu chỉ vào túi tiền của Ngô Cân Lượng nói, ta nói mưa thế nào mà cái gì cũng nếp vào đó, túi đã sắp đầy đến mức nổ tung, nhìn là biết không làm chuyện gì tốt, sau này nếu giết thêm ai, ngươi định nhét thêm kiểu gì nữa. Ngoài những vật cần thiết mang theo người, tất cả còn lại hãy để ta giữ. Tôn Sĩ Cương và 5 người Quản Ôn cùng Yến Kỷ, tất cả 7 người đã bị tên ngốc này vờ vét sạch sẽ, cứng rắn nhét vào túi của hắn. Chỉ cần không phải trùng cực tinh, người ngoài nhìn vào liền biết ngay là đồ lấy từ người khác. Mang quá nhiều đồ vật cũng thật vướng víu. Ngô Cân Lượng trước tiên lấy từ đai lưng xuống mấy chục miếng trùng cực tinh mép đen ném cho Sư Xuân, sau đó ngồi trên bậc thang đổ túi ra mà lựa chọn. Phong Lân là thứ đầu tiên hắn lấy ra, ra hiệu với Sư Xuân nói, cái này ta giữ lại để dự phòng. Nói xong nhét lại vào túi, sau đó là một số vật phẩm cần thiết, hắn toàn bộ nhét vào một chiếc túi lớn và ném cho Sư Xuân. Sư Xuân thu tất cả những vật này vào càn khôn vòng tay, rồi lục trong túi tiền của mình vài thứ cũng để vào vòng tay, bao gồm cả Phong Lân. Vòng tay càn khôn đeo trên tay tiện lợi hơn nhiều, có thể lấy ra bất kỳ lúc nào mà không cần mở túi. Sau khi hai người đã gọn nhẹ, họ quay người muốn tìm đường ra ngoài. Đi được mấy bước, Sư Xuân bỗng ngừng lại, nhíu mày, rồi quay đầu nhìn về phía lão yêu đang tọa hóa trên giường. Ngô Cân Lượng phát giác, quay đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Sư Xuân chần chừ nói, y phục của lão yêu sao lại mới như vậy, không nói đến thời viễn cổ, coi như là mấy trăm năm trước, y phục cũng không thể mới như thế. Chúng ta ở đất Lưu Đày, y phục mặc mấy năm, không cẩn thận liền rách, ta thấy. Lời hắn còn chưa nói hết, ánh mắt đã sáng lên. Ngô Cân Lượng đã nhanh nhẹn lao lên giường, xem đầu óc chúng ta này, sao lại quên lục soát trên người nó, mới vài ngày tốt lành đã quên gốc rồi. Hắn quỳ trên giường, chưa kéo góc áo của lão yêu xem xét, sau đó giật giật, không biết đã nhận ra điều gì khác thường, kêu lên một tiếng, rồi hai tay cầm chặt quần áo, khi phát dùng sức kéo. Nhìn thấy cảnh này, Sư Xuân cũng nhanh chóng leo lên bậc thang xem xét, rõ ràng y phục này có điều khác thường, khi pháp cũng không thể xé rách. Ngô Cân Lượng càng ngày càng sáng mắt, vỗ tay cúi mình trước lão yêu, lão tiền bối, xin lỗi, vãn bối muốn cho ngài cởi áo nới dây lưng. Nói rồi, hắn kéo mạnh quần áo, toàn bộ lớp vải tơ lụa liền bị kéo ra khỏi người lão yêu gầy còm, thiếu đi lớp quần áo, lão yêu không còn mặc thêm gì khác, có lẽ những bộ khác đã mục nát từ lâu. Hai người cùng lúc kêu lên ngạc nhiên, phát hiện phía sau lão yêu còn có một cái đuôi to lồng xù. Xuân Thiên, chuột thì không có đuôi như thế này, nó không phải chuột, cũng không phải hồ ly, lông dài màu vàng rốt cuộc là cái gì đây? Sư Xuân lại nhìn kỹ khuôn mặt lão yêu, gây đến mất cả hình dạng, cũng không biết bản thể của nó là thứ gì, mặc kệ nó là gì. Ngô Cân Lượng lại tập trung vào bộ quần áo, rút dao găm từ bên người ra, thử cắt vài đường. Không chỉ Sư Xuân có dao găm chống đỡ, hắn cũng có như vậy, nhưng dù cắt thế nào cũng không thể cắt rách bộ quần áo. Cuối cùng, hắn liền ném quần áo lên giường, sau đó đảo dao găm trong tay, dùng sức đâm liên tục vào quần áo. Đâm xong cầm lên xem xét, nhưng quần áo vẫn không chút hư hao. Lần này, đến cả mắt Sư Xuân cũng sáng lên. Ngô Cân Lượng đã cầm bộ quần áo nhảy xuống giường,
không kịp chờ đợi liền mặc lên người, ngay cả đàn kim buộc trên người cũng không kịp tháo ra. Nhưng mặc lên mới phát hiện bộ quần áo này quá nhỏ, cả người hắn bị trói chặt, vẻ mặt lập tức ỉu xìu, đầy thất vọng. Hắn thi pháp dùng sức kéo căng quần áo, thở dài, mặc kệ nói thế nào, y phục này vẫn rất kiên cố. Sư Xuân lại cười tươi rói, còn cần phải nói sao, bảo vật này thuộc về hắn, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại trên mặt, mắt mở to, như thể gặp quỷ. Chỉ thấy bộ quần áo căng cứng kia đang từ từ nới rộng ra, từ từ dài ra, cho đến khi vừa vặn, với thân hình của Ngô Cân Lượng mới đứng yên. Ngô Cân Lượng cúi đầu nhìn áo dài, nhìn vòng eo, nhìn tay áo bên trái, rồi đưa tay xem tay áo bên phải, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi đầy vẻ khó tin, nhìn về phía Sư Xuân. Xuân Thiên, cái này, ta không phải đang mơ chứ? Y phục này có thể biến hóa lớn nhỏ sao? Sư Xuân cũng đầy vẻ khó tin, lấy lại tinh thần, rút đao từ phía sau tiến về phía hắn. Ngô Cân Lượng biết hắn muốn làm gì, vô cùng lo sợ vươn một cánh tay phối hợp, đừng dùng quá nhiều lực. Sư Xuân đầu tiên là nhẹ nhàng chém một đao, thấy quần áo không sao, lại hơi dùng sức, vẫn không sao. Thế là dần tăng thêm lực, Ngô Cân Lượng kêu lên, dùng thêm lực chút nữa, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Sư Xuân chém liên tục, lưỡi đao không chỉ dừng lại trên cánh tay, mà di chuyển khắp những nơi mà quần áo bao phủ, từ từ gia tăng lực đánh. Nhưng dù có gia tăng lực, đánh không thể phá được bộ y phục này. Không chỉ không thể rách y phục, điều kỳ lạ là lực công kích dường như không làm Ngô Cân Lượng bị tổn thương chút nào. Hắn rất nhanh phát hiện điều lạ, mỗi khi đao chém vào người Ngô Cân Lượng, cả bộ quần áo đều rung lên nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác hết sức tiên cảnh. Hắn đột nhiên thu đao lại, dùng toàn lực đánh vào ngực Ngô Cân Lượng bằng một chưởng. Ngô Cân Lượng hơi lắc lư, quần áo rung lên một thoáng, cả người đứng yên không động. Thấy Ngô Cân Lượng vẫn không bị làm sao, Sư Xuân lập tức cắm đao trở lại sau lưng, cả vỏ đao cùng một lúc tháo xuống, móc tay nói, cởi quần áo ra, để ngươi đánh thử ta xem. Ngô Cân Lượng nghe lời, cởi quần áo ra và ném cho hắn. Sư Xuân mặc vào, phát hiện quần áo quá lớn, lỏng lẻo, hắn nhảy lên nhảy xuống, nhưng quần áo không thu nhỏ lại. Hắn hỏi, sao lúc nãy lại biến lớn vừa người? Ngô Cân Lượng nói, không biết nữa, chỉ là, à, ta đã thi pháp kéo căng nó, không biết có phải vì thế hay không? Sư Xuân lúc này thi pháp truyền vào y phục kéo căng nó, quả nhiên, bộ quần áo lập tức thu nhỏ lại với tốc độ thấy rõ, rất nhanh liền vừa vặn. Hắn lập tức móc tay với Ngô Cân Lượng, đến, dùng toàn lực đánh ta một quyền. Ngô Cân Lượng kinh ngạc, toàn lực sao? Sư Xuân, ta vừa rồi cũng dùng toàn lực đánh ngươi, a, à, mau lên, ngươi cẩn thận một chút. Ngô Cân Lượng nói rồi, lao tới tung một quyền đánh vào ngực Sư Xuân, thi pháp, chống cự. Sư Xuân vẫn đứng yên tại chỗ, nói, đây là toàn lực sao? Với tu vi của ngươi, ta chỉ cảm thấy lực công kích tầm hai phần, cái gì? Ngô Cân Lượng thất thanh, cuối cùng hiểu rõ vì sao đối phương nóng lòng muốn thử một chút. Hắn lập tức quay đầu nhặt lên đại bản đao của mình, hỏi, ta thử lại toàn lực một lần nữa nhé. Sư Xuân gật đầu, tới đi. Ngô Cân Lượng lập tức lùi xa một chút, rồi cầm đại đao cấp tốc lao tới, hét lớn, vung mạnh đao vào ngực Sư Xuân, đó là sống đao đánh. Hắn vẫn không dám dùng lưỡi đao, nhưng đúng là một kích toàn lực. Một tiếng vang lớn, quần áo khuấy động, gió từ bốn phía thổi ra. Sư Xuân vẫn đứng vững tại chỗ. Hành động xong, đại đao trong tay Ngô Cân Lượng đột nhiên rơi xuống đất, đơn giản khiến hắn trở tay không kịp. Hắn chắp tay trước ngực, liên tục cúi đầu trước Sư Xuân, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Xuân Thiên, bộ y phục này cho ta đi, ta thật sự rất thích, thích muốn chết. Người biết ta tìm một bộ y phục vừa người khó khăn như thế nào? Xuân Thiên, người biết ta sợ chết, bộ y phục này có thể bảo vệ tính mạng cho ta. Người hãy cho ta đi, những thứ khác ta không cần. Can khôn vòng tay cái này, còn có phong lân ta cũng cho người. Ta không cần gì cả, chỉ muốn bộ y phục này thôi được không? Hắn luống cuống tay chân móc ra phong lân, hai tay dâng lên, trông mong khát khao cùng vẻ cầu xin. Sư Xuân trầm mặc, bảo vật như thế hắn làm sao mà không thích. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngô Cân Lượng khao khát một món đồ đến vậy. Hắn đưa tay đẩy phong lân, trong tay Ngô Cân Lượng trở về, không nhận. Ngô Cân Lượng ngừng lại, tỏ vẻ ủ rũ. Sư Xuân cởi bộ quần áo trên người ra, nhìn một chút, bên trong ba tầng nối liền thành một thể. Tầng trong cùng là tuyết trắng, tầng giữa là màu chính thanh, còn áo khoác là đá vân mẫu sắc xà y. Hắn ôm bộ y phục trong tay vuốt ve, rồi ném nó lên mặt Ngô Cân Lượng. Được rồi, giả vờ cho ai xem nữa, thích thì lấy đi. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề đăng tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Chương 115. Ra may, kinh hỉ bất ngờ đến quá đột ngột, nhận được bộ quần áo,
Ngô Cần Lượng lúc đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó mừng rỡ không ngừng. Đại đương gia anh minh, đại đương gia anh minh, đại đương gia anh minh. Hắn quá rõ ràng bộ bảo y này có ý nghĩa như thế nào. Càn khôn vòng tay dù tốt đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ là tiện cho việc chứa đồ, nhưng bộ bảo y này thì khác, ở mức độ nào đó mà như mang thêm một cái tính mạng. Bảo vật có quý đến đâu cũng không quý bằng tính mạng. Hơn nữa, bộ bảo y này có thể làm tan bớt lực công kích ở mức độ nhất định, không chỉ bảo đảm tính mạng mà còn giúp gia tăng lực chiến đấu. So với bảo y, càn khôn vòng tay thực sự chỉ là thứ hạng hai, ít nhất với tu vi của hắn hiện tại thì là như vậy. Lúc này hắn thật sự cao hứng đến phát điên, sau khi hết lời khen ngợi sư xuân lại ôm bộ quần áo mà nhảy múa cuồng nhiệt, hưng phấn vô bờ bến. Cũng chẳng nghĩ gì thêm, nếu không ra được khỏi đây, có bảo y cũng có ích gì, chẳng phải kết quả vẫn giống như chủ nhân ban đầu của nó sao? Mãi một lúc lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, chợt thấy sư xuân đang đứng trên bậc thang lặng lặng nhìn vào di thể của lão yêu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn bỗng cảm thấy mình có phải hơi quá đáng không, nhận được bảo vật quý báu nhất nhưng lại không quan tâm đến tâm trạng của Xuân Thiên lúc này, liền đi tới an ủi. Lão yêu này cũng thật là có càn khôn vòng tay mà chỉ mang theo một bộ y phục bên mình. Sư Xuân đáp, có lẽ đây chính là chỗ khôn khéo của hắn, một bộ quần áo bên mình cũng là bảo vật như thế. Nếu chúng ta thực sự có thể ra khỏi đây, liệu có còn nhớ đến bảo tàng của hắn không? Nghĩ đến nội dung trên khối ngọc, Ngô Cân Lượng liền hiểu ra, quay đi quay lại cuối cùng vẫn là muốn mang yêu sách này truyền cho hậu nhân của hắn. Sư Xuân nói, có thể khiến một cao thủ thiên tiên coi trọng như vậy, xem ra cuốn yêu sách kia quả thật không tầm thường. Bắt đầu yêu sách chợt tỉnh thần nhìn xung quanh, nghĩ nhiều làm gì, hiện giờ tìm cách ra khỏi đây mới là việc chính. Đúng, tìm đường ra. Ngô Cân Lượng nhanh chóng mặc bảo y lên người, thi pháp điều chỉnh cho vừa vặn. Sau đó hắn phát hiện lớp diễm khí bao phủ trên quần áo, liền cởi cả bên trong và bên ngoài, mặc bảo y bên trong rồi khoác quần áo của Vô Kháng Sơ lên trên, hưng phấn không ngừng, làm không biết mệt. Hai người lập tức khắp nơi trong động phủ gõ gõ đập đập, tìm kiếm cửa mật hoặc loại hình đường ra, nhưng không tìm thấy gì. Điều này ít nhất chứng minh rằng trong động phủ thực sự không có bố trí ẩn chứa bảo tàng. Thế là họ lại ra ngoài, tìm kiếm khắp các khe hẹp trong vách đá. Phạm vi tìm kiếm càng ngày càng lớn, nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Nhưng vì mạng sống, họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Trên võ đài, đêm vừa đến, việc đầu tiên Huyền Châu vực chủ Từ Nhượng làm là cho người cắt ra hình ảnh của Yến Kỷ. Sinh Châu vực chủ Vệ Ma cũng cùng đến. Kết quả, hình ảnh từ kính tượng lại xuất hiện tình huống hiếm thấy, như bị gió thổi làm nhăn mặt nước. Trên bản đồ Cứu Cực Sơn Hà không thấy điểm đỏ của Yến Kỷ. Lần này không cần phải nói rõ, Từ Nhượng cũng biết Yến Kỷ đã tiến vào Nguyệt Hải. Hắn quay đầu nhìn về phía Kế Thanh Hòa đang có vẻ mặt nghiêm trọng, rồi nói, người cùng hắn đi gần, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng, xem thử tình hình của bọn họ. Vâng, người chủ sự lập tức cho người đi xử lý. Lấy được hình ảnh từ kính tượng giống như của Yến Kỷ, trên bản đồ Cứu Cực Sơn Hà cũng không có phản ứng. Vệ Ma không có cảm giác gì với việc này, hai tên ngốc phiền phức kia chết đi thì tốt. Hắn biết Từ Nhượng còn quan tâm việc này hơn cả mình. Túc Nguyên Tông bị tổn thất lực lượng, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc Huyền Châu đoạt giải nhất. Ngoài bọn họ, toàn bộ bên trong giáo trường không ai quan tâm đến Sư Xuân và Ngô Cân Lượng, cho dù có ý quan tâm cũng giữ thái độ thờ ơ. Trên vách núi Nguyệt Hải, những người may mắn trốn thoát ban đầu đã chạy rất xa, thấy không có nguy hiểm đuổi theo lại từ từ quay trở lại bên vách núi, sợ hãi không thôi nhìn lại Nguyệt Hải đang im liềm. Thỉnh thoảng tiếng gào quái dị như trâu giống vẫn vọng ra. Qua một trận hỗn loạn, bọn họ đã biết tiếng gào đó chính là của những quái vật kia. Dù đã trải qua, họ vẫn không rõ ràng là quái vật gì đang tấn công họ. Vốn không còn dám quay trở lại, khi mọi người trốn đến một nơi an toàn, họ phát hiện thiếu một nhân vật quan trọng. Yến Kỷ đâu? Lúc này, số người còn lại đã hao hụt gần một nửa, chỉ còn khoảng 50 người. Đây cũng là vì họ ở gần bờ, khoảng cách thoát thân không quá xa. Lần này, sau khi rút kinh nghiệm từ bài học của Quản Ôn, ngoại trừ Yến Kỷ, còn có những người khác có thể liên hệ với phần lớn nhân mã của Huyền Châu. Nhưng không may, sau khi hỏi đi hỏi lại, mới phát hiện những người có thể liên lạc với đại bộ phận nhân mã đều không thể trốn thoát khỏi Nguyệt Hải. Nói cách khác, bên này lại mất liên lạc với đại bộ phận nhân mã của Huyền Châu. May mắn là vòng nhân mã bố trí quanh Nguyệt Hải đã có kinh nghiệm về mất liên lạc. Khi phát hiện vừa mất liên lạc, lập tức phái người đi kiểm tra. Nhân mã ẩn nấp xung quanh vòng bố trí, như thế bị giày vò hiện thân, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
những người vốn đang âm thầm quan sát đã bị người khác phát hiện. Bạch Thuật Xuyên và nhóm của hắn tóm được một người, đè xuống đất rồi tra tấn, cuối cùng cũng cậy miệng hắn, biết được tình hình nhân mã của Huyền Châu bố trí quanh Nguyệt Hải. Nhìn tù binh ngã dưới đất, không còn hình dạng người, Bạch Thuật Xuyên lạnh lùng nói, để hắn bớt đau đớn đi. Sư đệ bên cạnh hắn cười lạnh, rút kiếm đâm chết người kia, rồi ngay tại chỗ đào một cái hố để chôn. Triệu Sơn Khởi, người đứng đầu đội thần Quang Tông, trao cho Bạch Thuật Xuyên một ánh mắt, hiểu ý rồi hai người cùng tránh xa khỏi đám đông. Đến một góc khuất, Triệu Sơn Khởi lo lắng nói, Huyền Châu bên kia đủ ác độc, biến những người mạo hiểm đến Nguyệt Hải thành những kẻ mạo hiểm vì bọn chúng ta còn cần phải xông vào đó nữa sao? Bạch Thuật Xuyên lập tức trở nên như mèo bị giẫm đuôi, ném về phía hắn ánh mắt âm hiểm. Trên tay hắn chỉ có 50 viên trùng cực tinh, thành tích như thế, hắn làm sao về tông môn mà nộp? Thời gian của đại hội đã trôi qua một nửa, áp lực đè nặng khiến hắn sắp phát điên, chỉ hận rằng địa vực Tây Cực này quá rộng lớn, tìm người cũng thật phiền phức, nếu không thì hắn đã không ngại liều mạng mà cướp đoạt. Nguyệt Hải đang ở trước mắt, đường ra đã bày ra trước mắt, ai dám bảo hắn từ bỏ, đó chính là kẻ thù của hắn. Triệu Sơn Khởi bị ánh mắt kia dọa cho hoảng sợ, tranh thủ thời gian giải thích, chỉ sợ cần bàn bạc kỹ hơn. Bạch Thuật Xuyên âm trầm nói, không sao, không biết tình hình có thể gây phiền phức, nhưng đã biết rồi thì không sao. Khi ra khỏi Nguyệt Hải, không thể để bọn cơ sở ngầm theo dõi được, trên đường chỉ cần thay đổi lộ trình nhiều lần, trời đất rộng lớn cũng không tìm thấy chúng ta. Triệu Sơn Khởi còn đang suy nghĩ, Bạch Thuật Xuyên đã vỗ vai hắn. Triệu huynh, ngươi không phải thích bên dị anh sao? Vào Nguyệt Hải, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. À, ha, ha, ha. Triệu Sơn Khởi không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra như thế, không phải là vui mừng, mà là bị chọc cười, vô ý thức quay đầu nhìn về phía biên dị anh trong đám người. Đúng lúc đó, biên dị anh cũng đang lặng lẽ nhìn về phía này, với dáng vẻ đáng yêu đó, khiến hắn không khỏi cảm thấy lòng rộng mở. Hai người trở lại đám đông, Bạch Thuật Xuyên lập tức hạ lệnh tiến vào Nguyệt Hải. Mọi người tuy có lo lắng, nhưng vẫn tuân lệnh, không cần quá nhiều lời thuyết phục. Những người có thể đi đến nơi này, nếu cần thuyết phục, thì Bạch Thuật Xuyên đã sớm làm chu đáo từ trước. Rất nhiều người không muốn đi, nhưng khi Bạch Thuật Xuyên ngầm, chỉ điểm một chút, nói rằng vì tranh đoạt trùng cực tinh mà bọn họ đã giết người của Sinh Châu, họ liền không còn đường lui. Một số người nhận thức được điều này, giống như đã lên thuyền hải tặc của Bạch Thuật Xuyên. Bạch Thuật Xuyên không chỉ uy hiếp lợi dụng, bản thân hắn cũng hết sức liều lĩnh, dẫn đầu xông vào Nguyệt Hải, mang theo đệ tử Kiệt Vân Sơn tiên phong tiến vào. Trước khi vào Nguyệt Hải, Biên Duy Anh lấy ra tử mẫu phù, theo thông lệ gửi thông báo về tình hình tiến triển cho Sư Xuân, Ngô Cần Lượng và Tượng Lam Nhi, nói rằng mình sắp tiến vào Nguyệt Hải. Vốn nghĩ rằng ba người vẫn sẽ như cũ không hồi đáp, ai ngờ Tượng Lam Nhi lại lập tức phản hồi, mãnh liệt yêu cầu nàng đừng đi vào, nói rằng có việc quan trọng cần tìm nàng. Biên Duy Anh xem xong, không trả lời, vì bản thân không thể tự quyết, Bạch Thuật Xuyên nhất định muốn đưa nàng theo bên người, dưới mắt mọi người, không thể tránh thoát. Trong khi đó, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng vẫn đang tìm kiếm trong vách đá, không biết mình đã đến đâu. Hiện giờ, nếu bảo họ mô tả vị trí của động phủ nơi lấy được càn khôn vòng tay, chắc chắn họ không thể nói rõ, và quay lại cũng không chắc chắn có thể tìm đúng. Dù vậy, hướng lớn là đi xuống dưới, hai người tiếp tục tìm kiếm, đến khi lần lượt dừng lại, lộ ra vẻ mặt nghiêng tai lắng nghe, lén nghe thấy phía trước có động tĩnh, như đang đánh nhau. Không cần chào hỏi, cả hai người lập tức như kẻ khát nước gặp được nước, nhanh chóng dùng cả tay chân nhảy lên phía trước. Bỏ ra một đoạn đường xa, phát hiện không gian trong vách đá càng ngày càng hẹp, cuối cùng hẹp đến mức nếu hai người không bỏ, chỉ cần buông tay chân là có thể bị kẹt giữa khe đá mà không rơi xuống. Một nỗi sợ từ sâu trong lòng dâng lên, lo lắng liệu có bị kẹt chết ở đây hay không. Nhưng hai người vẫn như hai con giòi, tiếp tục bò tiến lên, gặp đoạn quá chật hẹp thì quay đầu cũng khó, sẽ cố dùng đao chém, nhưng đá quá cứng rắn, dù là tu sĩ thì việc chém cũng rất tốn sức. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng hai người đã bò ra khỏi một khe hẹp, treo mình trên đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới chân là vực sâu vô tận, phía trước là hư không vô tận, và còn là bóng tối vô tận, ngoài ánh sáng từ trên thân bọn họ. Không thấy chút ánh sáng nào khác, thật không biết vừa rồi tiếng đánh nhau đến từ đâu. Hai người không biết nên đi lên hay nhảy xuống, không dám quyết định, không biết đây là địa phương quỷ quái gì. Bỗng nhiên, phía trước hư không dường như có rất nhiều điểm sáng đang lóe lên. Hai người nhìn kỹ, phát hiện điểm sáng đó lại có cảm giác biến ảo khó lường. Rất nhanh họ nhận ra, đó không phải điểm sáng, mà là ánh mắt phản chiếu của một con quái vật khổng lồ. Con quái vật lớn như ngôi nhà, giữ mấy chục xúc tu trôi nổi tiến tới, trên thân đầy những mắt lớn màu đen như sơn,
và vài cái xúc tu như côn trùng đang đánh tới. A, à, Ngô Cân Lượng lập tức vung đao chém lung tung, trước quái vật gào thét. Sư Xuân cũng không ngoại lệ, chém loạn chất lỏng vang tung tóe, nhưng chợt nhận ra có điều không ổn. Hắn rút đao xoay vòng nhìn quanh, mới phát hiện rằng xung quanh đã tụ tập vô số quái vật cùng loại, có con đàn trôi nổi, có con bò từ trên vách đá xung quanh tới. Lúc này, hắn gấp gáp hét lên, lùi lại vào trong. Hai người vừa đánh vừa quay trở lại khe đá, nhưng vừa chui vào lại phát hiện họ đã làm một điều thật ngu ngốc. Không gian trong khe đá quá chật hẹp, hoạt động của hai người bị hạn chế, không thể chạy nhanh cũng không tránh nhanh được. Vũ khí trong tay không thể bảo vệ toàn bộ xung quanh, chỉ có thể vung vầy theo khe hở trên dưới. Trong khi vô số xúc tu không ngừng cuốn vào trong để móc lấy bọn họ. Chương 116, bọn quái vật đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, kẹt trong khe đá, ánh mắt cũng bị che khuất, tầm nhìn hỗn loạn, bên tai là âm thanh hỗn loạn của các tiếng động và cả chất lỏng từ những vết chém chảy xuống vách đá. Trên thân hai người đã dính đầy mùi tanh hôi, không thể nhìn thấy nhau. Hai người nhanh chóng bị xúc tu quấn lấy mắt cá chân và kéo ra ngoài, không còn cách nào, trong không gian chật hẹp, hai chân bị quấn cũng không thể thoát khỏi dây dừa. Bị kéo ra ngoài, cả hai suýt chút nữa bị mai ra mặt trên vách đá. À, Ngô Cân Lượng hét lên, đối mặt với loại quái vật kinh khủng không rõ này, việc bị rơi vào tình thế yếu thế khiến ai cũng sẽ hoảng loạn. Sư Xuân cũng không ngoại lệ, hoảng loạn và luống cuống, bị lôi ra khỏi khe đá trong nháy mắt, lập tức sử dụng tuyệt chiêu liều mạng, đến mức này còn dám giữ lại nửa phần sao, vô ma đào xuất chiêu. Một tay nắm chặt vách đá, tay kia xoay lại chém mạnh một đao, máu thịt nổ tung, tiếp theo, ánh đao loạn vũ, lưỡi đao chém đến đâu, máu thịt vỡ tung đến đó. Kỳ thực, quái vật cũng không có lực phòng ngự quá mạnh, trước đó đao của họ chém vào quái vật cũng rất dễ gây tổn thương, nhưng dù chém được lỗ hổng lớn trên thân quái vật, nhiều nhất cũng chỉ chém được xúc tu. Thân thể trung tâm của quái vật quá lớn, bị trúng mấy đao cũng không làm gì, thậm chí khi bị tổn thương, quái vật lại càng hung hăng tấn công như dã thú bị chọc giận. Vô ma đao ra tay, khắp nơi nổ tung máu thịt, đối với những quái vật này đã tạo ra một hiệu quả không nhỏ. Tuy nhiên Ngô Cân Lượng lại không dễ dàng ứng phó như vậy, đao của hắn vừa lớn vừa nặng, vung lên, trông như đang đấm lưng xoa bóp cho quái vật, ứng biến không đủ nhanh, hắn nhanh chóng bị xúc tu quấn lấy tay chân, rồi cả người bị cuốn và kéo đi. Bảo y dù tốt, nhưng không thể ngăn cản lực lượng xoay cuốn này, tốc độ xoắn của xúc tu nhanh chóng bao phủ cả mũi và miệng hắn. Hắn cố thi pháp để phá vỡ sự dây dưa này, nhưng thân thể của quái vật rất co giãn, tạo ra lực giảm sóc tương đương. Ngay tại khoảnh khắc miệng sắp bị bịt kín, hắn kêu lên một tiếng, Xuân Thiên, cú chưa kịp la xong, miệng hắn đã bị bịt kín. Hắn há miệng cố cắn, nhưng quái vật căn bản không sợ chút lực cắn đó, treo mình trên vách đá dựng đứng. Sư Xuân lạnh lùng liếc qua, đao loạn tấn công quái vật vây quanh, chân đạp vào vách đá, bay nhào về phía Ngô Cân Lượng đang bị cuốn đi, như thể nhảy thẳng vào vực sâu vạn trượng. Hai tay cầm đao, hắn tung một đao cuồng trảm hướng về phía quái vật đang cuốn lấy Ngô Cân Lượng. Oanh, xúc tu cuốn chặt nổ tung, máu tuôn ra dính đầy trên đại đao, nhưng không chịu buông Ngô Cân Lượng. Quái vật đau đớn, quay cuồng dữ dội, Sư Xuân kéo lại Ngô Cân Lượng, chân đạp lên thân thể quái vật đang vặn vẹo, mượn lực nhào trở về vách đá. Ngô Cân Lượng chưa kịp tình hồn, vội vã bám lấy một mỏm đá nhô ra, một tay cuống cuồng vung đao chém loạn. Còn lực công kích mạnh mẽ, thật sự vẫn đến từ Sư Xuân. Sau một hồi máu thịt vỡ tung, bầy quái tạm thời không dám lại gần dễ dàng. Ô ô ô, tiếng giống như tiếng sừng trâu lại vang lên lần nữa. Một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, những bầy quái vật xung quanh đột nhiên như ảo ảnh, từng con một biến mất, bắt đầu từ một phần da thịt rồi lan rộng khắp toàn thân. Rất nhanh, vô số quái vật biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Ngô Cân Lượng cuối cùng hiểu rõ những quái vật vô hình bên ngoài kia là gì, hóa ra chính là lũ quái vật này. Hắn kinh hãi kêu lên, Xuân Thiên, là chúng nó có thể ẩn thân. Sư Xuân bỗng cảm thấy tình hình không ổn, không dám giữ lại bất kỳ thứ gì, lập tức dùng hết mọi biện pháp có thể, thì pháp kích phát dị năng mắt phải bằng cách kích hoạt huyết khí. Trong tầm mắt của hắn, tràn đầy những quái vật sương mù màu nâu, trong thân thể mỗi con đều có một viên lóe lên màu lam sáng chói. Xuyên qua khe hở giữa bầy quái vật, hắn nhìn thấy rằng nơi này dường như nằm trong một hố sâu to lớn. Nhìn thấy mắt phải vẫn còn sử dụng được dị năng, hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thực sự đã bị dọa sợ. Trong tình huống khẩn trương như vậy, mắt phải dị năng lại không phát huy, làm hắn rất hoang mang. Nhưng lúc này không có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân, vấn đề đã xuất hiện, bầy quái vật ẩn thân kia quả nhiên lại lao tới, muốn lợi dụng khả năng ẩn thân để tấn công. Hắn lập tức đến gần Ngô Cân Lượng,
lớn tiếng nói, ngươi nắm chắc vách đá, đừng động đậy, không muốn cản tay ta, nếu không ta không bảo vệ được ngươi. Ngay sau đó, thanh đao trong tay hắn đã chặt ra, máu thịt nổ tung từ trong hư không. Cuộc chiến bắt đầu không khoan nhượng, ngay lập tức tiến vào trạng thái quyết liệt, tiếng nổ vang liên tiếp, cả hai bên đều không chịu dừng tay. Những quái vật ẩn thân mỗi khi bị đánh trúng sẽ hiện hình một thoáng, hoặc phần bị công kích sẽ thoáng hiện hình, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Đối mặt với máu thịt vang tung tóe, Ngô Cân Lượng thỉnh thoảng nhắm mắt, thỉnh thoảng chớp mắt, lòng đầy lo lắng nhưng không thể giúp được gì. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải là cách, dị năng mắt phải của Xuân Thiên không thể duy trì lâu, hơn nữa số lượng quái vật thật sự quá nhiều. Thực ra lực công kích và phòng ngự của quái vật không quá mạnh, nếu không thì hai người đã không thể chịu nổi. Điều mạnh mẽ của bầy quái vật nằm ở số lượng, tiếp tục như vậy ai cũng sẽ bị mài mòn đến chết. Hắn hiện tại cũng đã hiểu rõ vì sao lão yêu lại đào động phủ trong một khe hẹp như vậy, chỉ vì quái vật không thể chui lọt vào. Sư Xuân cũng biết tiếp tục như vậy không phải cách, vừa mà đào tiêu hào pháp lực không nhỏ, hắn khó mà kéo dài thêm được. Đến mức độ này, muốn sống chỉ còn cách đánh cược mạng sống. Hắn vừa thi triển vua ma đào chém loạn, vừa thi pháp hét lớn trong tiếng nổ, Cân Lượng nắm chắc chân ta, theo ta đi. À, đi đâu? Ngô Cân Lượng kinh hãi. Sư Xuân không rảnh trả lời, hét lên, đi. Chân hắn đạp mạnh vào vách đá, lao ra ngoài, trong tay vua ma đào mở đường. Ngô Cân Lượng hoảng sợ, vội vàng ôm lấy chân của Sư Xuân, rồi phát hiện mình đang xuyên qua máu thịt tung tóe, sau đó cùng Sư Xuân rơi tự do, lao xuống vực sâu vạn trượng. Trên đường, máu thịt vẫn không ngừng vang ra, trong tay Sư Xuân đào cuồng, mở đường giết chóc. Chỉ chốc lát sau, hai người từ giữa vòng vây của bầy quái vật giết ra ngoài, lao xuống đáy vực sâu. Sư Xuân quay đầu lại nhìn, thấy quái vật đang từ không trung đuổi tới, quát lên, Cân Lượng, đoạn phía sau, a. À, Ngô Cân Lượng vốn đang lo lắng về việc lao về phía mặt đất mà không giảm tốc độ, sợ rằng không kịp điều chỉnh. Nghe thấy tiếng quát, hắn giật mình, vội đáp lại, cầm đại đao quay đầu nhìn lại, hét lên, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Sư Xuân không để ý đến hắn, tay đảo qua, lấy từ trong càn khôn vòng tay một chiếc phong lân giống như tùng tháp, thì pháp rót vào đó, cảm nhận sự vận dụng của pháp bảo. Ngô Cân Lượng nhìn thấy vậy, lập tức hiểu ra, không nói nhiều lời, chỉ dựa vào cảm giác nhìn, chằm chằm phía sau, khi cảm giác có gì đó không ổn liền vung đao chém loạn. Chỉ chốc lát sau, ào ào những mảnh lân phiến theo tùng tháp trong tay Sư Xuân bay lượn ra, sự ánh sáng tím từ trên người bọn họ từng mảnh lân loay sáng, nhưng những mảnh lân phiến chỉ là tùy tùng, không thể thành thế. Không lâu sau, Sư Xuân nhíu mày, vừa yên lặng cảm nhận vận dụng pháp bảo trong tay, vừa gấp gáp nhìn xuống mặt đất. Đúng vậy, trong tầm mắt hắn đã thấy mặt đất bên dưới vực sâu, liệu có nên thi pháp để giảm tốc độ rơi? Hắn không giảm tốc độ rơi. Ngô Cân Lượng thì không nhìn thấy mặt đất nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Khi cách mặt đất không xa, Sư Xuân đột nhiên hét lớn lên, những mảnh lân phiến tùy tùng đột nhiên vây quanh hai người xoay tròn với tốc độ cao, ánh sáng tím chiếu rọi làm chúng phản quang, trông rất đẹp mắt. Với tốc độ xoay này, hai người bỗng cảm thấy một lực nâng nổi lên, làm giảm tốc độ rơi xuống. Trong khi đó, những quái vật từ trên không đuổi tới vẫn chưa giảm tốc độ, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp. Ngay lúc một đầu xúc tu quét về phía hai người được bao quanh bởi lân phiến đang xoay tròn đột nhiên hạ xuống, sau đó vẽ một đường vòng cung bay lên, dán chặt vào vách đá, tốc độ cao lao lên không. Vô số quái vật đuổi xuống từ trên không cũng theo đường vòng cung mà lao lên. Ngô Cân Lượng không nhìn thấy gì, lúc này chỉ cười lớn, o ha ha, Xuân Thiên, ngươi có khả năng thật giỏi, đại đương gia anh minh. Ánh sáng trên thân hai người chiếu rọi, khiến họ như một ngôi sao băng có thể bay lượn, nhanh chóng từ trong vực sâu bay lên. Sư Xuân cầm tùng tháp, điều khiển phong lân né tránh những quái vật đang vồ tới, động tác điều khiển ngày càng thành thục. Ô ô ô, tiếng kèn vang lên lần nữa. Sư Xuân đột nhiên quay đầu lại, thấy có một con quái vật nhỏ hơn các con khác đang bay lướt qua. Đặc điểm lớn nhất của nó không phải kích thước, mà là bên trong thân thể. Trong khi những quái vật khác có ánh sáng màu lam lóe lên trong thân thể, thì con quái vật lớn này lại có ánh sáng màu đỏ. Rất dễ nhận thấy, tiếng kèn dường như phát ra từ con quái vật lớn đó. Sư Xuân có thể cảm giác rằng, động tác của bầy quái vật thay đổi ngay khi tiếng kèn vang lên. Tất cả chúng từ trạng thái ẩn thân trở lại hình dạng ban đầu, dường như nhận ra khả năng ẩn thân vô dụng với hai người, không muốn tiếp tục làm điều vô ích. Hắn mơ hồ nhận thức rằng con quái vật lớn này có khả năng chỉ huy bảy quái vật. Tuy nhiên, lúc này hắn không có tâm trí xác nhận, biết rằng dị năng mắt phải sắp tan biến. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm một chỗ ẩn náu thích hợp để đứng vững và mưu tính bước tiếp theo tòn đeo.
Ngô Cân Lượng hoàn toàn dựa vào Sư Xuân, vẫn ôm chặt lấy chân hắn, không buông. Hắn cũng nhìn thấy những quái vật xuất hiện trở lại, nghe tiếng kèn và bắt đầu hét lên. Ngao ồ, ngao ồ. Tiếng hét của hắn đầy sự hưng phấn, đắc ý, như muốn chế giễu bầy quái vật. Bọn quái vật, ra ra đi, các ngươi có thể làm gì được ta? Tâm lý của hắn không tệ, hoàn toàn quên đi cảnh chật vật trước đó. Sau khi phong lần phát huy tốc độ bay, tốc độ nhanh đến mức những quái vật không thể so sánh được. Đặc biệt khi không còn chướng ngại, tốc độ tối đa trong khoảnh khắc như một luồng sáng bay lên từ vực sâu to lớn, sau đó lượn một vòng, bay ngang qua những vùng đất lồi lõm. Sư Xuân kỳ lạ phát hiện, mặt đất tại nơi này, trong tầm nhìn của mắt phải hắn giống như trong hố sâu, toàn bộ đều là thực chất hóa, hoặc nói cách khác, đại địa hoàn toàn do tảng đá cấu thành, dường như không có chút bùn đất nào. Trong tầm nhìn của hắn không có những vật chất hư ảo, điều này lại có một chút lợi ích, mắt phải của hắn có thể thấy rõ địa hình trong bóng đêm, trong khi mắt trái thì ngoài ánh sáng từ trên thân họ và lân phiến xoay tròn, không thấy gì khác. Những quái vật ẩn nấp trên mặt đất dường như lại có thể thấy họ, từng con lần lượt thức tỉnh và bay lên đuổi theo họ. Sư Xuân nhận ra điều gì đó, lập tức ra lệnh, Cân Lượng, những quái vật đó có vẻ nhạy cảm với ánh sáng, nếu chúng ta cứ như thế này sẽ không thoát được, hãy thu hồi toàn bộ đàm kim trên thân. À, được, được. Ngô Cân Lượng lập tức làm theo, nhanh chóng thu hết đàn kim trên thân của mình và Sư Xuân. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề, đang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 117, sông bằng. Ánh sáng biến mất, những quái vật đuổi theo phía sau bị bỏ lại và không còn tiếp tục gây động tĩnh, cũng không kinh động đến các quái vật khác. Do đó, có thể xác định rằng bầy quái vật thì có khả năng nhìn trong đêm, nhưng không thể nhìn quá xa. Chỉ cần không làm ra nguồn sáng, việc tránh né chúng cũng không quá khó khăn. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc bọn họ có phong lân. Trong lúc Sư Xuân đang quan sát địa hình, tìm kiếm dấu hiệu và ghi nhớ vị trí của hố sâu, dị năng của mắt phải đột nhiên biến mất, thế giới lại chìm vào tăm tối. Không còn cách nào khác, không thể bay loạn như người mù. Sư Xuân lại thi pháp, kích phát dị năng bằng huyết khí. Tuy nhiên, lần này tác dụng phụ vô cùng mạnh mẽ, cơn đau dữ dội chưa từng xuất hiện từ rất lâu lại trỗi dậy. Đau đớn như thể đầu muốn nứt ra, tủy sống bị muôn vàn loài trùng giày xéo, cộng thêm cảm giác choáng váng dữ dội khiến cho phong lân cũng lảo đảo, không thể giữ vững được. Ngô Cân Lượng đang ôm chặt lấy chân của hắn lập tức nhận ra sự thay đổi, lo lắng hỏi, Xuân Thiên, ngươi làm sao vậy? Sư Xuân cố gắng dùng ý chí để ổn định tình trạng của mình, run giọng nói, không có gì. Giọng nói của hắn không trôi chảy, rõ ràng có chuyện. Ngô Cân Lượng khẩn trương, Xuân Thiên, ngươi đừng dọa ta. Sư Xuân quát lên, im miệng. Hiện tại hắn rất khó chịu, đặc biệt là cơn choáng váng, khiến hắn nghe thấy âm thanh nào cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí buồn nôn. Hắn không muốn tranh luận với Ngô Cân Lượng, hoàn toàn không có tâm trí cho việc đó. Hắn biết rõ điều này xảy ra là do dị năng mắt phải đã được sử dụng quá thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn. Từ khi giết Yến Kỷ, trốn xa và phát hiện điều bất thường, rồi tiếp tục sử dụng mắt phải cho đến bây giờ, thực sự thời gian không quá dài, nhưng việc sử dụng liên tục đã gây tổn hại lớn đến cơ thể, dẫn đến tác dụng phụ mạnh mẽ. Nhưng với tình hình hiện tại, dù có khó chịu cũng phải cố chịu đựng, nếu lại rơi vào bầy quái vật trong tình trạng này, mọi việc sẽ rất khó khăn. Trên mặt đất, bằng dị năng mắt phải, hắn thấy rất nhiều quái vật tụ tập với số lượng kinh khủng, dường như tràn ngập cả đại địa. Mảnh đất này dường như đã từng chịu một sự phá hủy to lớn, rất nhiều chỗ bị sụp đổ, còn có những vết nứt sâu không đều. Nhìn từ trên cao giống như bị đao kiếm cắt nát, không giống với những di tích tự nhiên, nhưng không biết nguyên nhân là gì. Trong lúc quan sát, Sư Xuân thấy một ngọn núi giống như băng trụ, lập tức giảm độ cao và bay vòng quanh ngọn núi để kiểm tra. Xác nhận không có quái vật xung quanh, hắn phát hiện giữa các măng trụ có một cái hang xuyên qua như bị vật gì đó đâm thủng. Không cần biết hang này hình thành thế nào, Sư Xuân quyết định không tiếp tục bay vòng vòng nữa. Chỉ cần không có quái vật, hắn không muốn mất thêm sức lực, vì nếu dị năng mắt phải một lần nữa biến mất, hắn không thể đảm đương nổi hậu quả. Lần tiếp theo phải kích phát dị năng mắt phải, có lẽ hắn sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Sau khi bay vòng quanh, hắn hướng về phía hang núi, trong lúc đó các mảnh lân phiến xoay quanh hai người cũng ào ào bay về phía tùng tháp, tập hợp thành một tháp duy nhất. Sư Xuân mang theo Ngô Cân Lượng đáp xuống hang. Sau khi đẩy Ngô Cân Lượng ra, quá mệt mỏi, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy viên đan dược và nuốt vào, nói, ta sử dụng mắt phải quá nhiều, thân thể có chút không chịu nổi, cần điều tức để khôi phục. Ngươi đừng đi lung tung và không được làm sáng bất cứ thứ gì,
tránh gây chú ý đến bầy quái vật. À, được, Mùa Cân Lượng vừa đáp vừa thò tay lần mò, xác nhận Sư Xuân vẫn ở bên cạnh mới cảm thấy an tâm, rồi cũng ngồi xuống khoanh chân. Đối với hắn, ở trong bóng tối vô tận này, thật sự là quá đáng sợ. Không gian quá tĩnh lặng, đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng thở của Sư Xuân. Tiếng thở kéo dài và mệt nhọc. Mùa Cân Lượng mở mắt, nhưng không thấy gì. Chỉ biết dựng lỗ tai lắng nghe, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu có bất kỳ động tĩnh bất thường nào. Đại đao nằm ngang trên đùi, tay cầm chặt chuôi đao, sẵn sàng rút đao bất cứ lúc nào, đề phòng những xúc tu của quái vật lặng lẽ tiếp cận. Bên trong Nguyệt Hải, tiếng ô ô của tiếng kèn lại vang lên, khiến mọi người hoảng loạn và bỏ trốn. Kiệt Vân Sơn không hổ là đại phái số 1 của Sinh Châu. Bạch Thuật Xuyên cũng không hổ là người được Kiệt Vân Sơn chọn làm đội trưởng. Hắn dũng cảm và dũng mãnh, hiển thị rõ ràng trong những lúc mấu chốt. Rất nhiều người đang chạy trốn, nhưng hắn không chỉ không chạy, mà còn tìm ra phương pháp ứng phó. Uy kiếm hướng mọi người quát lớn, không ai được phép trốn, kết trận. Bốn Lộc Môn cũng vô cùng hoảng loạn, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của hắn, họ tựa lưng vào nhau thành một khối. Bạch Thuật Xuyên đứng giữ chỉ huy, đồng môn nghe theo hắn, nhưng những người từ môn phái khác thấy tình cảnh kinh hoàng thì chỉ cho rằng hắn nói nhảm, ai có thể trốn đều trốn đi. Cuối cùng, hiện trường chỉ còn lại Kiệt Vân Sơn một nhóm đứng lại chống đỡ. Bạch Thuật Xuyên thỉnh thoảng thi pháp khuấy động bụi đất dưới mặt đất, khiến cho bọn quái vật xung quanh hiện ra hình dạng, giúp đồng môn dễ dàng chống lại. Nếu có người bị xúc tu của quái vật quấn lấy tay chân, người khác sẽ giúp chém đứt. Nếu có người bị kéo đi, Bạch Thuật Xuyên hoặc những đồng môn khác sẽ khẩn cấp kéo người đó lại. Tất cả đều đoàn kết cùng nhau chiến đấu, chỉ cần không chạy loạn và không bị quái vật kéo đi, sẽ không biến mất một cách vô lý. Bởi vì quái vật có hình thể quá lớn, không thể tập trung quá nhiều trong phạm vi nhỏ, làm giảm ưu thế của chúng khi ẩn hình, nên chỉ cần không hoảng loạn, quái vật cũng không thể làm gì được họ. Thấy rằng họ hoàn toàn có thể ứng phó, tâm lý kinh hoàng của Kiệt Vân Sơn, năm người dần dần biến mất, ngày càng trở nên chấn định. Tuy vậy, vẫn có người lớn tiếng nhắc nhở, Bạch Sư Huynh, tiếp tục như vậy không phải là cách, không biết quái vật có bao nhiêu, cứ tiếp tục hao tổn như vậy, e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta. Bạch Thuật Xuyên đang huy kiếm chém bốn phía, trầm giọng nói, ta biết, chỉ hận những kẻ tham sống sợ chết như chuột nhắt kia. Hắn thực sự không muốn rời khỏi nơi này, vì chỉ trong thời gian ngắn tiến vào đây, họ đã tìm được hơn 10 viên trùng cực tinh, nếu kiên trì thêm một thời gian nữa, kết quả sẽ càng khả quan. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, nhất định phải đối mặt, hắn chỉ có thể tính toán thêm. Trong túi lấy ra một chiếc tùng tháp bằng kim loại, chính là pháp bảo Phong Lân. Kiệt Vân Sơn là đại phái số 1 của Xin Châu nên vẫn còn chút đồ phòng thân. Các mảnh lân phiến cấp tốc bay ra từ tùng tháp, lan tỏa khắp nơi, như vòi rồng va chạm vào mọi thứ xung quanh, từng mảnh lân phiến sắc bén. Xúc tu của quái vật bị chém thành từng đoạn, máu thịt bay tung tóe khiến bảy quái vật không dám tới gần. Quái vật bắt đầu cuốn đá và cây cối đập tới, nhưng cũng đều bị chém tan, khiến hiện trường trở nên như cơn lốc dữ dội. Ngẩng đầu nhìn, Bạch Thuật Xuyên cảm thấy thời cơ đã đến, hắn ra hiệu và cấp tốc cùng đồng môn bay lên. Tình hình lúc đó rất hùng vĩ, bụi mù cuộn lên như một con cự long bay lên trời. Một đạo ánh sáng thoát ra từ giữa, bụi mù nhanh chóng sụp đổ, loạn thành hình. Nơi khởi nguồn cách bờ vách đá không quá xa. Trên không, nhìn thấy nhân mã đang chạy tán loạn trên mặt đất, ánh sáng nhanh chóng rơi xuống. Năm người Kiệt Vân Sơn chặn trước mặt họ. Phong Lân sau khi thu hồi không thể ngưng tụ trở lại thành hình tùng tháp, lân phiến rơi đầy đất khiến Bạch Thuật Xuyên trở tay không kịp. Hắn thu kiếm vào vỏ, ngồi xuống nhặt lên một mảnh lân phiến kiểm tra và phát hiện do va chạm mạnh vào vật cứng nên lân phiến đã biến dạng, không thể khép lại như ban đầu. Hắn biết cấp bậc của Phong Lân này là loại cấp thấp nhất, không thể dùng như vũ khí, nhưng trong tình huống cấp bách, việc mang theo đồng môn thoát thân là quan trọng hơn, và hắn cũng không quá quan tâm đến việc này. Bạch Thuật Xuyên lấy túi đựng trùng cực tinh ra, gom hết những mảnh lân phiến lại và đặt vào trong. Sau khi kẹp túi lên lưng, hắn đối diện với đám người vừa ngăn lại, kiểm kê sơ qua và phát hiện chỉ còn lại hơn 60 người. Hắn hỏi, Triệu Sơn Khởi đâu? Hắn đã tìm ra cách ứng phó nguy hiểm trong Nguyệt Hải, muốn tìm người để thương lượng, nhưng không ai đi đầu hưởng ứng. Lời nói của Diên Kiệt Vân Sơn vẫn còn quá yếu để thuyết phục. Mọi người nhìn quanh, lúc đó tình huống hỗn loạn, lòng người bối rối, nên không ai chú ý đến Triệu Sơn Khởi. Giờ người đã mất tích, kết quả cũng không khó đoán. Bạch Thuật Xuyên lại nhìn quanh, phát hiện Biên Di Anh, người mà hắn đã giữ bên cạnh mình từ trước cũng không thấy đâu. Trong lòng hắn thầm chửi mắng, bảo nữ nhân đó đừng chạy lung tung, không nghe lời thì giờ đáng đời rồi. Lúc này, Triệu Sơn Khởi cùng Biên Di Anh
và những người khác đang ở một không gian khác liều mạng chém giết, mỗi người một tay vung đao kiếm, tay kia cầm đàn kim để chiếu sáng. Trong tình thế cấp bách, Biên Di Anh thi triển vài tấm định thân phù, nhưng phát hiện chúng không có bất kỳ hiệu quả nào, không khỏi kinh ngạc, suýt nữa gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn lao nhanh tới để chặn đứt xúc tu cứu Cam Đường Ngọc. Trước đó ở bên ngoài, Cam Đường Ngọc cũng đã phát hiện Biên Di Anh bị cuốn đi, nên vội xông tới cứu, vì vậy cả hai cùng bị kéo vào nơi này. Ngốc nghếch gì vậy, còn chưa nhìn ra sao, định thân phù ở đây vô dụng, mau ra tay ngăn cản. Triệu Sơn Khởi tức giận đến nổ phổi, lớn tiếng quát tháo, bởi vì sự chậm chạp của Biên Di Anh khiến phòng thủ xuất hiện lỗ hổng, làm hắn cũng trở nên luống cuống tay chân. Hắn hiện tại nhìn thấy nữ nhân này liền tức giận, cũng bởi vì mải mê với sắc đẹp của nàng, nên khi xảy ra chuyện, hắn vô thức dẫn mọi người chạy theo cùng một hướng, kết quả lại lạc vào trong hố sâu. Xa xa, vẫn toàn tiếng đánh nhau truyền đến, những người khác khi vào không gian này đều rơi vào các vị trí khác nhau, nhưng đều đang liều mạng di chuyển theo tiếng đánh nhau để tập hợp lại. Bóng đêm vô tận khiến cho việc đơn độc càng trở nên nguy hiểm. Tính cách của động vật bầy đàn lại hiển thị rõ ràng trong lúc này. Cuối cùng, nơi đây cũng tập hợp được hơn 10 người. Bên này, hướng bên này, những quái vật này sợ lạnh. Có người ở phía sau lớn tiếng gọi. Mọi người nhìn lại, thấy xa xa có người giữ đàn kim lay động, bối cảnh rõ ràng là có sông băng thông thấu. Ở nơi đó, quả nhiên không có quái vật quấy rối. Nếu như vậy thì còn gì phải do dự. Cả đám người vừa đánh vừa rút, di chuyển về phía khu vực sông băng. Ban đầu, quái vật vẫn đuổi theo sông vào khu vực băng sơn. Nhưng khi tiến vào càng sâu, chúng dần không chịu nổi cái lạnh của sông băng. Tốc độ công kích cũng chậm dần, số lượng quái vật bám theo ngày càng ít. Cuối cùng, nhìn thấy đám người thoát đi, bầy quái vật cũng không đuổi theo nữa mà bay đi. Khi chạy đến trung tâm khu vực sông băng, 10 người cuối cùng đã nhẹ nhõm. Với tu vi của họ, đối phó với chút lạnh lẽo này không thành vấn đề. Ở nơi xa, mơ hồ còn có tiếng đánh nhau truyền đến, không biết là ai. Có người nghi ngờ đó là người của Xin Châu, nhưng không ai lên tiếng đề cập vì không ai có ý định tiền đến ứng cứu. Triệu Sơn Khởi như chút được gánh nặng, nhìn xung quanh và nhận thấy chỉ còn hai đồng môn ở đây. Còn hai người kia không biết là chưa vào được hay đã rơi vào một nơi khác. Hiện tại hắn cũng không bận tâm, chỉ lắc đầu nói, những quái vật đó thực lực cá nhân không mạnh, không khó đối phó, nhưng chúng quá nhiều. Nhìn xung quanh, hắn tiếp tục, không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Có người nói, nghe nói trước đây đã có không ít người biến mất tại Nguyệt Hải, có lẽ chính là biến mất tại nơi này. Một người khác tiếp lời, vấn đề lớn nhất là chưa từng nghe nói ai biến mất ở Nguyệt Hải mà có thể trở về, vì vậy nơi chúng ta đang ở vào hoàn cảnh này đều chưa từng nghe nói đến. Câu nói này khiến lòng mọi người cùng nhau chìm xuống, chẳng lẽ họ sẽ bị mắc kẹt chết ở đây sao? Chương 118, có đáp lại tử mẫu phù, mau nhìn này. Phía sau bỗng có người kêu lên, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người đứng trước một hầm băng, tay cầm đàn kim chiếu sáng, có vẻ như đã phát hiện điều gì đó, khiến cho tất cả mọi người vội vã tiến lại gần. Cửa vào của hầm băng uốn lượn đi xuống dưới, không gian bên trong không quá nhỏ, ít nhất mười mấy người cũng dễ dàng vào được. Bên trong có một giường băng, trên đó bày một đống quần áo đủ màu sắc và hình dạng, còn có một người đàn ông mặc áo giáp, tóc và râu đều dài rối bời, khuôn mặt tiều tụy, trên người có lớp băng xương, đang ngồi khoanh chân. Có vẻ đây là một người đã chết. Mọi người tiến lại gần nhìn kỹ, có người tò mò nói, hình như là người của thiên đình. Một người khác chỉ vào các khớp giáp trên áo giáp, không phải của triều đại hiện tại, hình như là từ tiền triều. Câu nói này khiến mọi người im lặng trong chốc lát. Biên Di Anh bất ngờ cúi đầu, sau đó đưa tay bứt lấy một chiếc áo đặt trên giường băng trước mặt người chết. Mọi người lúc này mới phát hiện trên áo có những chữ viết nhạt nhòa, nếu không nhìn kỹ thật sự rất khó nhận ra, quả là nữ nhân tinh ý. Cẩn thận đọc những dòng chữ trên đó, mọi người mới phát hiện đúng như lời đồng bọn nói, người này là lính của thiên đình từ tiền triều, tên là Tử Mịch, đã mắc kẹt ở nơi này hơn 80 năm. Ông ta bị mắc kẹt trong vùng vĩnh dạ này, chưa bao giờ tìm ra cách thoát thân. Trước khi chết, ông để lại lời nhắn, mong rằng nếu có ai đến sau có thể đưa di hài ông ra khỏi đây, hoặc báo tin cho thiên đình, xem như nguyện vọng cuối cùng. Chữ viết rất nhạt, có lẽ không phải vì người chết cố ý, mà là do thời gian trôi qua quá lâu, màu mực tự phai dần, không biết ông đã dùng loại mực gì để viết. Có thể nói, đây là điều may mắn trong bất hạnh, ít nhất chữ viết chưa phai hết và đã được người khác nhìn thấy. Mặc dù mọi người không quan tâm đến nguyện vọng của ông ta, nhưng họ lại bắt đầu lục soát trên người ông. Dựa vào đống quần áo nam nữ đủ loại trên giường băng,
Rõ ràng chúng không phải của người lính giáp này, có lẽ đã được lấy từ người chết khác. Không tìm thấy thông tin về cách thoát ra từ người lính này, họ chỉ biết rằng đây là vùng vĩnh dạ, tức là nơi này sẽ vĩnh viễn không có ban ngày, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Những người vừa đến không dễ dàng chấp nhận, họ không thể ngồi yên chờ chết, nên lập tức phân thành từng tổ nhỏ, tìm kiếm lối thoát ở mọi hướng. Diện tích của sông băng không nhỏ, giống như một vùng đồng bằng băng giá, nhưng đối với những tu sĩ như họ, địa vực này không quá rộng lớn, vấn đề là họ đã chạy khắp nơi, nhưng không tìm thấy lối thoát. Mỗi khi cố chạy khỏi khu vực băng nguyên, họ lại bị quái vật không ngừng tấn công và phải rút lui trở lại. Nhóm người rất nhanh nhận ra rằng họ không chỉ bị mắc kẹt trong thế giới vĩnh dạ này mà còn bị giam giữ trong khu vực băng nguyên này, hoặc có thể nói rằng họ không có đủ năng lực để rời khỏi đây. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, nhóm người lại quay về điểm hầm băng nơi đã gặp người lính giáp kia. Gặp lại nhau, ai nấy đều trông rất thất vọng, có người chán nản, có người cáu kỉnh. Là nữ nhân duy nhất ở đây, Biên Di Anh cũng không dễ chịu, nhưng nàng lại khá điềm tĩnh. Nàng một mình bước ra khỏi hầm băng, tìm một chỗ để ngồi xuống, lấy một chiếc áo rách từ trong hầm băng làm đệm, ngồi im lặng. Nàng muốn ngắm sao, nhưng bầu trời nơi đây đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Hầm băng phía sau nàng không xa lắm lại sáng rực rỡ, giống như một viên đá quý màu tím lấp lánh giữa đêm đen. Đó là cảnh tượng mỹ lệ do sự kết hợp giữa đàn kim diễm khí và băng đá bên trong hầm băng. Cam Đường Ngọc cũng bước ra, nhìn về phía Biên Di Anh sau khi tìm thấy nàng, nhưng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa hầm băng, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, có vẻ như bất lực. Đến giờ phút này, Cam Đường Ngọc mới thực sự cảm nhận được sư muội của mình, một nữ cường nhân đang tháo bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ. Không khí thật mỏng manh, Biên Di Anh lại quen tay lấy ra ba tấm tử mẫu phù, rồi gửi đi thông tin về tình hình hiện tại. Họ đã vào Nguyệt Hải, gặp phải đám quái vật vô hình, lạc vào một thế giới vĩnh viễn tăm tối. Không biết liệu có thể rời khỏi nơi này trong đời mình hay không. Cùng nội dung, nàng gửi cho Tượng Lam Nhi, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng. Nàng biết rằng tử mẫu phù không thể sử dụng khi vào Nguyệt Hải, vượt quá giới hạn sẽ không dùng được. Dù biết không thể liên lạc với ba người kia, nàng vẫn không biết vì sao, nhưng cứ như thói quen mà gửi đi thông báo. Có lẽ vì muốn chuộc lỗi cho sai lầm của mình, nên Biên Duy Anh muốn để những người cùng nàng đến đây có thể nắm rõ tình hình hơn, dễ dàng đưa ra quyết định và có thể bù đắp sai lầm mà nàng đã gây ra. Nguyệt Hải, một bên, Huyền Châu dẫn theo số lượng lớn nhân mã đi đến. Mộc Lan Thành Thành đứng lặng nơi vách núi, gió thổi lạnh lẽo qua khuôn mặt lạnh như băng. Quản Ôn và Yến Kỳ đều đã biến mất trong Nguyệt Hải, đoán rằng khó có thể quay trở lại. May mắn là những người thoát được đã báo lại những trải nghiệm mà họ gặp phải. Cùng với đó là một vài thông tin từ những nhân mã canh gác vòng ngoài Nguyệt Hải. Nhiều nhóm người đã đột nhập vào Nguyệt Hải, nhưng không rõ kết quả thế nào. Tuy nhiên, từ trạng thái không tiếc tất cả để mạo hiểm của các nhân mã trong các châu, có thể thấy rõ mục đích họ đang nhắm đến. Vì vậy, Mộc Lan Thanh Thanh đích thân dẫn toàn bộ lực lượng của mình đến. Trên đỉnh núi có hình mang trụ, trong hầm núi sâu, sau khi đã nghỉ ngơi và hồi phục, Sư Xuân đã lấy lại tinh thần cùng với Ngô Cân Lượng ngồi cạnh nhau bên cửa hầm, thả chân ra ngoài. Nếu lúc này có chút ánh sáng chiều hay ánh sao thì thật tốt. Tiếc thay, tất cả chỉ là một mảng tối mù mịt. Sau một lúc im lặng, Ngô Cân Lượng bỗng hỏi, Xuân Thiên, người đang nghĩ cách sao? Sư Xuân đáp, người thì sao? Ngô Cân Lượng nói, ta không nghĩ ra được. Ta chỉ biết rằng, may mắn mình còn có một người bạn, nếu không, nơi tối tăm không có chút ánh sáng này, có thể làm cho người ta phát điên. Người có nhận ra không? Nơi có nhận ra không? Không. Nơi này nguy hiểm lớn nhất thực ra là bóng tối. Đối với người tu vi không cao, nó cũng là thứ chí mạng nhất. Nếu dùng ánh sáng, sẽ dẫn đến việc bị quái vật tấn công. Có ánh sáng nhưng lại không nhìn được xa, chạy trốn cũng phải nhờ vào vận may. Nơi này giống như một cái bẫy chết, không hề có khả năng tìm ra lối thoát. Theo tình hình bình thường, ta đoán tu vi chưa đến nhân tiên cảnh giới thì chỉ sợ sống không quá một ngày, trừ phi không đụng phải những quái vật đó. Giờ nghĩ lại, lão yêu trong hang đá kia thật sự rất lợi hại. Hắn có thể sống ở nơi này hơn 1000 năm, còn có thể thu thập bảo vật khắp nơi, cũng không biết điều đó là thật hay giả. Xuân Thiên, ngay cả lão yêu quái còn không thoát ra được, liệu chúng ta có thể không? Sư Xuân suy nghĩ một lúc rồi nói, lão yêu quái không thoát ra được, không phải vì hắn không đủ năng lực, mà có lẽ vì hắn không tìm được cơ hội. Chúng ta có lẽ vẫn còn khoảng 10 ngày cơ hội. À, Ngô Cân Lượng vừa mừng vừa lo, ngay cả thời gian cũng tính ra được, nói thử xem. Sư Xuân đáp, trước khi Thiên Vũ Lưu Tinh Đại hội kết thúc, chúng ta có thể vẫn còn cơ hội thoát ra. Dựa vào tin tức Biên Di Anh cung cấp cho chúng ta, nhân mã Sinh Châu đang tiến về hướng Nguyệt Hải, điều đó cho thấy suy đoán của Huyền Châu là chính xác.
nhân mã từ các châu xác thực đang muốn đánh cược một lần. Chúng ta đã nhiều lần ra vào Nguyệt Hải, cơ bản có thể kết luận rằng những quái vật kia không phải lúc nào cũng chiếm cứ vùng rừng của Nguyệt Hải, mà nơi này mới là hang ổ của chúng. Vùng Nguyệt Hải đó có điều gì đó rất đặc biệt, dường như giữa quái vật và Nguyệt Hải có một mối liên hệ đặc thù nào đó. Ý của ta là, mặc dù nhìn bề ngoài những quái vật này không quá mạnh, nhưng chúng nắm giữ phương pháp để mở ra lối ra vào nơi đây. Chỉ cần Thiên Vũ Lưu Tinh Đại Hội chưa kết thúc, còn có người tiến vào Nguyệt Hải, thì quái vật vẫn có thể mở ra cửa lớn, và chúng ta vẫn còn cơ hội. Lão yêu tuy tu vi cao thâm, nhưng hắn không biết khi nào cơ hội sẽ xuất hiện, cho nên dù có cơ hội xuất hiện, hắn cũng rất dễ bỏ lỡ. Thêm nữa, với vị trí không ổn định, hắn khó mà nắm bắt được cơ hội đang trôi qua. Còn chúng ta lại biết chính xác khoảng thời gian cơ hội sẽ xuất hiện, có liên tục 10 ngày cơ hội trước mắt. Cộng thêm ta có khả năng của mắt phải, khả năng thoát khỏi nơi này của chúng ta chưa chắc đã thua kém lão yêu, và chúng ta cũng chưa chắc sẽ rơi vào kết cục như hắn. Ngô Cân Lượng trong bóng đêm mừng rỡ, nghe có vẻ hợp lý, đại đương gia anh mình. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Bỗng nhiên, câu chuyện bị gián đoạn. Trong bóng tối, hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai có thể nhìn thấy ai, nhưng cả hai đều lập tức đứng lên, tiến vào hầm núi, sau đó lần lượt lấy ra tấm tử mẫu phù đang nóng lên. Thấy trên tử mẫu phù hiện lên những dòng chữ với ánh sáng nhạt, Ngô Cân Lượng kinh ngạc nói, ta nói, tử mẫu phù tại sao lại có phản ứng, thì ra Biên Di Anh cũng tiến vào đây rồi. Sư Xuân nói, cũng không có gì lạ, trước đó nàng đã nói là bị bạch thuật xuyên cuốn theo đến Nguyệt Hải mà. Nói xong, hắn thi pháp lên tử mẫu phù, ta gửi lại một câu hỏi, ngươi ở đâu? Đây là lần đầu tiên hắn phản hồi, trước đó hắn chỉ đọc mà không gửi lại. Ngô Cân Lượng thấy vậy vô cùng kinh ngạc, sao lại có phản ứng thế này? Sư Xuân, tình thế đã khác trước, bây giờ thêm một người là thêm một phần lực lượng. Trước hết chúng ta xem tình hình một chút, nếu không phù hợp, chúng ta cũng có thể bỏ nàng lại. Ngô Cân Lượng ngẫm nghĩ rồi đáp, cũng phải. Sư Xuân nói, phong lần phương pháp sử dụng, ngươi thử suy đoán một chút trước, đừng đến khi cần thì lại rối tung lên như lần trước. Ngô Cân Lượng đáp, chỗ này tối đen như mực, làm sao mà thử dùng pháp bảo mà va vào tảng đá thì chỉ làm hỏng thôi. Quay lại với Biên Duy Anh đang ngồi trong bóng đêm, khi thấy tử mẫu phủ bỗng dưng có phản ứng, nàng ngỡ ngàng, chỉ đơn giản thuận tay thử gửi tín hiệu, không ngờ rằng thật sự lại có hồi đáp. Nàng luống cuống lấy tử mẫu phủ xem xét dãy số hiển thị và biết đó là từ Sư Xuân, hóa ra hắn vẫn còn sống. Liệu việc không thể liên lạc trước đây có phải do nguyên nhân bị mắc kẹt ở đây? Tuy vậy, nàng cũng không khỏi băn khoăn. Lúc trước liên lạc không được là khi vừa mất tích, vậy làm sao hắn lại nhanh chóng tiến vào Nguyệt Hải? Bỏ qua mọi nghi vấn, nàng mừng rỡ thi pháp để hồi đáp. Sư Xuân, người cũng bị quái vật quấn vào nơi này sao? Sư Xuân đáp, chỉ mình ngươi. Biên Di Anh, 10 người, đều là từ trong đội ngũ trước đó, ngươi thế nào? Sư Xuân, người ở đâu? Biên Duy Anh, nơi này không thể xác định phương vị, chỉ biết là ở trên một tòa băng nguyên. Sư Xuân ngạc nhiên, nơi này còn có băng nguyên. Biên Duy Anh, có không lớn, dài khoảng 100 dặm, rộng chừng 20-30 dặm. Sư Xuân tiếp tục hỏi, quái vật không tấn công các ngươi sao? Hắn tò mò vì Biên Duy Anh có thể thoải mái dùng tử mẫu phủ mà không lo sợ gì. Việc làm này rõ ràng chỉ có thể là do quá nhàn rỗi, trong khi mạng sống đang nguy hiểm thì ai có thể bình thản như vậy. Biên Duy Anh, quái vật sợ lạnh, không dám đi sâu. Tạm thời vẫn ổn. Ngô Cân Lượng chen vào đọc thông tin, thốt lên. Đúng là nhiều người sức mạnh lớn hơn, lại tìm được nơi tốt như vậy. Xuân Thiên, nếu có nơi an toàn, chúng ta nên đến đó thôi. Mù quáng mỏ mẫm trong tối quá khó chịu. Sư Xuân tiếp tục gửi lại tử mẫu phù, dùng đàn kim tạo ra dấu hiệu dễ thấy trên băng nguyên, để ta có thể tìm đến các ngươi. Biên Duy Anh đáp, ngươi ngay cả băng nguyên còn không biết ở đâu. Nơi này đầy dãy quái vật, làm sao tìm được chúng ta? Sư Xuân, ta sẽ tìm cách. Biên Duy Anh quay lại nhìn ánh sáng rực rỡ từ hầm băng, rồi hồi đáp, dấu hiệu dễ thấy thì có. Chỗ chúng ta đang ở rất sáng, nhưng ta không khuyến khích người đến đây tìm kiếm lung tung, quá nguy hiểm. Hơn nữa, những người ở đây đã rơi vào hiểm cảnh lâu, cũng rất nguy hiểm đối với chúng ta. Dù nguy hiểm chưa xuất hiện, nhưng nàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Lúc còn ở ngoài, ánh mắt Triệu Sơn Khởi nhìn nàng đầy ác ý. Tình hình hiện tại khiến nàng vô cùng bất an. Nàng không dám nói chuyện trước mặt Triệu Sơn Khởi, sợ gây chú ý. Bây giờ, nàng không muốn liên lụy đến Sư Xuân và Ngô Cân Lượng. Sư Xuân hồi đáp, ngươi đừng lo, ta sẽ đến để giải quyết nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 119, nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Sư Xuân đang đứng quan sát,
Nghe Ngô Cân Lượng phàn nàn, còn có ta đây, sao từ đầu tới cuối người không nhắc đến ta? Ngô Cân Lượng không vui, vì thấy Xuân Kiên từ đầu tới cuối dùng từ ta, mà không nhắc đến chúng ta. Đặc biệt, câu nói sau cùng làm Ngô Cân Lượng thấy rằng, Xuân Kiên đang cố che giấu hào quang của mình, sợ rằng mình có vẻ ngoài anh tuấn và khí khái anh hùng, sẽ thu hút sự chú ý của Biên Duy Anh. Sư Xuân nhìn Ngô Cân Lượng một cách lạnh lùng, ngươi lại để sắc dục hun tâm, việc tìm ra họ còn phải đợi nói sao? Tình huống bên kia chưa rõ ràng, còn phải giữ lại phương án dự phòng, điều này cần ta dạy sao? Ngô Cân Lượng không thể phản bác. Sư Xuân thu hồi từ mẫu phủ, tự nói, có băng nguyên, quái vật lại sợ lạnh, không biết họ đã dò được điều gì có ích khác. Trước hết đi thám thính tình hình, nếu có thể hợp tác, có thể cần sử dụng đến họ, hợp tác thì tốt, không thì mỗi người một ngả. Đi xem có thể tìm được không? Hắn sẽ không như Ngô Cân Lượng mà suy nghĩ về chuyện quan hệ nam nữ, cũng không như Ngô Cân Lượng mà cố thể hiện khí khái trước Biên Duy Anh. Trong tình huống như thế này, không đặt việc thoát thân lên hàng đầu thì chỉ có bệnh, không phù hợp với nguyên tắc sinh tồn của hắn. Hắn hoàn toàn không có ý định đến đó, chỉ để giải quyết nguy hiểm cho người khác. Về phần Biên Duy Anh, hắn không có hứng thú gì với nàng, nhất là khi đã từng trải qua những hiểm nguy từ người phụ nữ này. Mọi lời dễ nghe ai cũng có thể nói, nhưng Sư Xuân sẽ chỉ nói thật nếu có lý do. Ngay cả việc bắt Ngô Cân Lượng quỳ xuống gọi mình là mẹ, nếu cần thiết hắn cũng sẽ làm. Hắn đã sử dụng pháp thuật thúc đẩy huyết khí để kích phát mắt phải, dắt Ngô Cân Lượng, người vẫn còn lảo đảo, ra khỏi quật long. Sử dụng phong lân, hai người từ từ rời khỏi mặt đất, vô số lân phiến bay lượn, bọc lấy hai người. Sau đó, Sư Xuân đột ngột tăng tốc, lướt vút lên không trung, tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Sư Xuân biết rằng, khả năng duy trì mắt phải không thể kéo dài lâu, nên hắn phải sử dụng thời gian ngắn ngủi để quan sát và ghi nhớ càng nhiều địa hình càng tốt. Trong lúc đó, Biên Di Anh ngồi ở băng nguyên, nhìn từ mẫu phủ trong tay với chữ viết dần mở đi. Nàng hơi sững người, rồi bỗng cười nhẹ, cảm giác ấm áp lướt qua tâm hồn. Nàng nghĩ có lẽ cảm giác đó chỉ là do hoàn cảnh bất lực này tạo ra. Rời khỏi Vô Kháng Sơn, cuốn vào dòng xoáy giữa các phái, Biên Di Anh nhận ra mình quá nhỏ bé trước những đại phái. Nàng không còn sự che chở như trước đây tại tông môn của Lâm Kháng Thành, không còn quyền tự quyết mà phải chịu quy tắc của người khác. Nhất là từ khi bước vào Tây Cực, những quy tắc ấy dần mất đi, mọi người đối đầu nhau bằng sức mạnh. Những lời nói và cử chỉ bề ngoài ôn hòa của các đại phái cũng bị gỡ bỏ. Từ đó, Biên Di Anh cảm thấy mình vô lực, nàng muốn làm như Sư Xuân và rời đi, nhưng lại sợ rằng mình sẽ liên lụy đến tông môn. Người ta bắt nàng đối đầu với các phái khác, nàng cũng không chịu làm, cũng sợ liên lụy đến tông môn. Trong cuộc chiến sinh tử quy mô lớn này, nàng nhận ra những khuyết điểm của mình rất rõ. Nàng muốn trở thành người thừa kế của Vô Kháng Sơn, có thể làm những điều tàn nhẫn, nhưng vẫn không thể đối mặt và hãm hại người duy nhất cạnh tranh với nàng là người anh trai. Nàng biết rằng những lời nói trong tử mẫu phủ của Sư Xuân chỉ là lời nói vô nghĩa, nhưng trong lòng nàng, lời nói vô nghĩa ấy có một sự khác biệt. Nàng tin rằng Sư Xuân sẽ không thể tìm đến đây. Nàng đã kiểm tra hoàn cảnh này, biết rằng nơi này quá khó tìm, ngay cả khi có thể bay thì cũng không hữu ích. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy một chút ấm áp. Phụ nữ thường dễ động lòng trước những lời ngọt ngào, dù biết rằng có thể chỉ là lừa dối. Có tiếng bước chân đến gần. Biên Duy Anh quay lại và nhìn thấy Triệu Sơn Khởi đang đứng sau lưng, nhìn xuống nàng. Nàng lập tức đứng lên. Triệu Sơn Khởi nhìn thấy tử mẫu phù trong tay nàng, mỉm cười. Tử mẫu phù ở đây vô dụng, đừng phí sức. Biên Duy Anh không tỏ ra kiêu ngạo cũng không tự ti, chỉ đáp, không sao, ngươi có chuyện gì, lúc này đã đến tình cảnh như thế, lại cuối cùng có chút nhàn rỗi. Triệu Sơn Khởi không che giấu ánh mắt tán thưởng của mình dành cho Biên Duy Anh. Hắn ưa thích sự khí khái hào hùng kết hợp với khí chất quý phái của nàng. Thêm vào đó nàng còn có vẻ ngoài đẹp đẽ, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Ít hầu của Triệu Sơn Khởi vô thức giật giật khi hắn mỉm cười nói, bên trong không thấy ngươi, ta sợ ngươi gặp chuyện nên ra đây xem một chút. Biên Duy Anh bị ánh mắt không kiên kỵ của hắn nhìn toàn thân, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nên trồ khéo. Không có việc gì, ta chỉ muốn ra đây, ngồi lặng lẽ một chút. Triệu Sơn Khởi liếc nhìn qua bên cạnh, nơi Cam Đường Ngọc đang đứng và nhìn chằm vào mình. Một số lời muốn nói ra, nhưng lại thấy không tiện, hắn đành nuốt lại và nói, lặng lẽ cũng tốt, sau một trận như vậy. Tâm trạng của mọi người cũng không ổn định lắm. Nếu có việc gì cần, hãy gọi chúng ta, đều là người cùng một nhóm, không cần khách sáo. Nói xong, Triệu Sơn Khởi quay người rời đi, trở lại trong hầm băng. Cam Đường Ngọc buông tay khỏi chuôi kiếm, tiến gần tới bên Biên Duy Anh và thấp giọng nói, sư tỷ, nơi này không nên ở lâu,
ở lại với bọn họ cũng chưa chắc an toàn. Thực tế, tuổi của Cam Đường Ngọc còn lớn hơn Bia Duy Anh 10 tuổi. Nhưng chuyện nhập môn sớm hay muộn không có nghĩa phân biệt địa vị, vì nàng đã được đưa vào môn phái từ khi còn rất nhỏ. Cam Đường Ngọc rất ít khi nói nhiều, thường chỉ im lặng bảo vệ Biên Duy Anh bên cạnh, đó cũng là nhiệm vụ mà tông môn đã giao phó cho hắn, tông chủ thậm chí đã nhờ riêng hắn để bảo vệ an toàn cho nữ nhi của mình. Hôm nay, hắn mở miệng cảnh báo vì nhận thấy rõ ràng nguy hiểm đang đến gần, có những điều hắn không tiện nói ra, nhưng rõ ràng là Triệu Sơn Khởi có khả năng mưu đồ xấu. Biên Duy Anh trầm ngâm nói, ta đã cân nhắc vấn đề này, nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào hai chúng ta mà có thể tìm ra cách rời đi sao? Người nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi đây, nhiều người luôn mang lại khả năng cao hơn một chút. Hơn nữa, chúng ta không dễ dàng rời khỏi khu vực băng nguyên này. Cam Đường Ngọc đáp, ta sẽ thử thêm vài lần nữa, cố gắng tìm cách rời khỏi băng nguyên để thoát khỏi bọn họ. Biên Duy Anh hỏi lại, sau đó thì sao? Cam Đường Ngọc im lặng một lúc lâu, rồi thử hỏi, sư tỷ, nếu như chúng ta thật sự không thể rời khỏi đây, nếu chúng ta phải sống mãi trong cảnh này, thì phải làm sao? Lời nói không giống với phong cách thường ngày của hắn. Biên Duy Anh nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong đó, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ, giọng điệu đùa cợt. Cam sư đệ, ngươi đang muốn hỏi rằng, sau này chỉ có hai chúng ta cô nam quả nữ ở đây, thì nên làm thế nào phải không? Cam Đường Ngọc vội vàng xua tay. Sư tỷ, ta không có ý đó, hắn quả thực không có ý đó và cũng sẽ không bao giờ nói ra lời như vậy. Nhưng trong thâm tâm hắn cũng muốn thăm dò, và bị Biên Duy Anh nhìn thấu, gương mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên. Một người đàn ông trưởng thành như hắn mà lại đỏ mặt đúng là hiếm thấy. Biên Duy Anh thở dài một tiếng trong lòng. Trong hoàn cảnh này, khi không có ràng buộc nào, lòng người sẽ để lộ những dục vọng thật sự. Nàng hiểu điều đó, chỉ là không ngờ ngay cả vị sư đệ này cũng có cảm xúc như vậy. Nàng biết rõ ràng Cam Đường Ngọc chỉ đơn thuần là ưa thích mình. Trước đây hắn sẽ không dám bày tỏ, nhưng trong tình thế hiện tại, điều đó đã thay đổi. Nàng cũng biết có rất nhiều người thích mình, từ các đồng môn đến những tài năng kiệt xuất. Nhưng nàng chưa bao giờ lựa chọn một ai trong số họ. Không phải vì nàng không có hứng thú với đàn ông, mà là vì ảnh hưởng từ mẫu thân. Nàng có tư tâm và muốn kìm nén bản thân để tìm người thích hợp nhất cho tương lai của mình. Đôi khi, tuổi trẻ thật không phải là điều tốt. Nó khiến nàng không thể nhìn rõ ai trong số các sư huynh đệ sẽ trở thành tài năng xuất chúng trong tương lai. Nàng có rất nhiều lựa chọn, nhưng muốn chọn người tốt nhất và người có thể giúp nàng trở thành người thừa kế của Vô Kháng Sơn. Nhìn Cam Đường Ngọc đang ngượng ngùng, Biên Duy Anh chẳng để tâm, ngược lại còn nói thẳng, chuyện này không có gì phải ngượng ngùng, nếu thật sự không thể ra được, ta và ngươi cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Nếu sau này ra được, chúng ta cũng thuận theo tự nhiên mà sống. Tình cảnh hiện tại khá phức tạp, khi mỗi người đều đang ở giữa sự sống và cái chết, những ý tưởng và tham vọng bị ẩn giấu lâu nay bắt đầu lộ ra. Không từ chối, cũng không chấp nhận, Biên Duy Anh không hoàn toàn cắt đứt ý niệm của vị sư đệ này, cũng không muốn khiến Cam Đường Ngọc từ bỏ cơ hội tìm cách thoát khỏi nơi này. Đối với người khác, Cam Đường Ngọc là một đệ tử tông môn không tồi, đáng được khen ngợi. Nhưng đối với Biên Duy Anh, nàng không cảm thấy bất kỳ sự hấp dẫn nào từ vị sư đệ này, không có chút nào khiến nàng xem hắn như người bạn đời của mình. Thân phận và địa vị của hắn cũng không ngang bằng với nàng, nàng thực sự không thích. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ lại những lời nói như vậy, với ý định rằng nếu Cam Đường Ngọc thực sự là người có thể giúp nàng sẽ không phản đối việc gả cho hắn. Cam Đường Ngọc mặt đỏ bừng, nhưng lần này là loại đỏ mặt phấn khởi, dẫu vậy, hắn cũng không dám nói thêm, chỉ nói lý nhí. Sư tỷ, chúng ta sẽ tìm được cách ra ngoài. Biên Duy Anh không muốn tiếp tục nói chuyện tình cảm với hắn, nàng lắc lư tử mẫu phù trong tay, chuyển chủ đề. Sư Xuân đã liên lạc, hắn cũng vào nơi này rồi. Cam Đường Ngọc giật mình, hỏi, ở đâu? Biên Duy Anh lắc đầu, không rõ. Trong hầm băng, Triệu Sơn Khởi ngồi xếp bằng trên băng giường, ngồi ngay bên cạnh Băng Thi, cúi đầu, biểu hiện trên khuôn mặt kín đáo, không rõ hắn đang nghĩ gì. Các môn phái khác cũng có người trò chuyện, có người thương lượng tìm cách rời khỏi đây, có người nói những lời chán chường và bất lực. Giữa lúc trò chuyện, có người phát hiện Triệu Sơn Khởi ngồi im lặng một mình, liền nói, lão Triệu, sao ngồi im thế, có biện pháp gì tốt thì nói ra đi. Triệu Sơn Khởi ngẩng đầu, nhìn khắp lượt mọi người trong phòng. Hắn có vài điều không biết nên nói ra thế nào. Cân nhắc hồi lâu, rồi thâm trầm nói, định thân phủ của Vô Kháng Sơn ở đây, dường như vô dụng. Đột ngột nói ra điều này, mọi người đều sững sờ. Nhưng rất nhanh, ai nấy cũng hiểu ý hắn muốn nói, bởi vì tình cảm của Triệu Sơn Khởi dành cho Biên Duy Anh không phải là bí mật, ai cũng hiểu rõ một phần. Câu nói này, rõ ràng, là để thăm dò phản ứng của mọi người. Nhưng ai lại muốn dễ dàng bày tỏ thái độ trong tình cảnh này? Triệu Sơn Khởi đang muốn xem có ai phản đối hay không.
Thấy không ai tỏ thái độ phản đối, hắn lập tức mạnh dạn nói tiếp, nơi quỷ quái này, ai biết được liệu chúng ta có sống sót ra ngoài hay không? Nghe nói Biên Di Anh chưa bao giờ qua lại với nam nhân, nếu như vậy mà phải sống cả đời tại đây, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Ta, Triệu Sơn Khởi, không phải là kẻ có tâm địa sắt đá, nguyện giúp nàng hoàn thành mong ước. Có người cười lên, lão Triệu, đừng vờ vịt nữa, nói xem chúng ta có lợi gì không, chỗ tốt. Triệu Sơn Khởi thản nhiên đáp, không biết liệu có thể ra khỏi đây hay không, nhưng ta muốn nhắc nhở các người, ở đây chỉ có một nữ nhân, các người nói xem, chỗ tốt là gì. Câu nói đầy ẩn ý của Triệu Sơn Khởi làm không khí trong phòng căng thẳng. Một số người cười nhưng phần lớn vẫn trầm lặng, nhiều người hiểu ý đồ của hắn, nhưng liệu có ai dám lên tiếng thừa nhận? Tất cả đều hiểu rằng điều này có thể dẫn đến một tình thế phức tạp và nguy hiểm hơn. Chương 120, bi phẫn, tuyệt vọng. Một đám người với vẻ mặt khác nhau bước ra từ trong hầm băng. Có người thì đến những nơi không có sao để ngắm nhìn. Có người đưa tay vuốt ve lớp băng như đang nghiên cứu độ dày. Cũng có người không làm gì mà trò chuyện phiếm với bên cạnh. Ý như Triệu Sơn Khởi chính là như vậy. Mọi người ánh mắt như có như không đều nhìn về phía Biên Di Anh và Cam Đường Ngọc đang đứng cạnh nhau ở vùng nửa sáng nửa tối. Hai người nghe thấy một hồi động tĩnh, cũng quay đầu nhìn lại, thấy đám người kia như vừa mới thương lượng xong việc gì đó và đến đây để thông báo. Cả hai cũng nhìn thấy La Bất Khí, đồng môn sư đệ của Triệu Sơn Khởi, bước ra từ đám người và đi thẳng tới chỗ hai người bọn họ. Hai người không biết hắn định làm gì nên quay người chờ đón. La Bất Khí đến trước mặt hai người, rất khách khí chắp tay, hai vị đại gia sau khi thương nghị quyết định để ta dẫn vài người đi khảo sát một chút xung quanh. Để đảm bảo an toàn, mong rằng hai vị có thể cho mượn vài tấm định thân phù để chúng ta dự phòng. Hai người không nghi ngờ gì, Biên Di Anh nói, định thân phù ở đây đã mất tác dụng, ngươi có thể hỏi Triệu sư huynh của ngươi. La Bất Khí nhíu mày, mất tác dụng, không muốn cho mượn thì không muốn cho mượn, cần gì tìm lý do nát như vậy. Biên Di Anh, ngươi không tin thì có thể hỏi Triệu sư huynh của ngươi. La Bất Khí lập tức quay đầu reo lên, sư huynh, bọn hắn không cho mượn. Nghe thấy vậy, từ cửa hầm băng, một đám người từ từ bước tới. Triệu Sơn Khởi vừa đi vừa lớn tiếng hỏi, chuyện gì vậy? Biên Di Anh, Triệu huynh, không phải chúng ta không cho mượn, mà định thân phù ở đây mất tác dụng, chính ngươi cũng đã tận mắt thấy. Triệu Sơn Khởi nói, thấy thì có thấy, nhưng là chỉ một phần mất tác dụng, hay toàn bộ đều mất tác dụng? Biên Di Anh, cái này làm sao mà xác nhận được, cũng không thể lấy từng tấm ra để thử à? Phù truyện không giống những vật khác, là vật dụng chỉ dùng được một lần, dùng rồi thì sẽ mất tác dụng. Triệu Sơn Khởi, ngươi cũng nên thông cảm, lần này chọn vài người rời khỏi băng nguyên, xông vào bên ngoài một lần, nếu mấy người bọn hắn không có chút đảm bảo thì cũng không yên tâm. Hay là ngươi lấy thêm một tấm ra để thử cho mọi người xem, hoặc là cho sư đệ của ngươi, hắn hướng về phía Cam Đường Ngọc dừa cằm, để hắn gia nhập đội dò xét, chỉ cần trên người hắn có phù là được. Nghe thấy muốn mình rời đi, Cam Đường Ngọc lập tức lo lắng cho sự an toàn của Biên Di Anh, liền nhắc nhở, sư tỷ. Biên Di Anh quay đầu cho hắn một ánh mắt, ra hiệu yên tâm, sau đó cúi đầu lấy ra từ trong túi một tấm nhị phẩm định thân phù, tự tay đưa cho La Bất Khí nói, nếu không tin, ngươi có thể tự tay thử một chút. La Bất Khí nhận lấy phù triện, lật xem một lượt, rồi quay đầu nhìn Triệu Sơn Khởi cười nói, sư huynh, vậy xin lỗi nhé, ngươi thật là biết cách quan tâm sư huynh của ngươi. Triệu Sơn Khởi cười lớn, lùi lại một bước và giang hai tay ra, tới đây. La Bất Khí cũng không dài dòng, trực tiếp thi pháp đánh phù triện lên người Triệu Sơn Khởi. Cả người Triệu Sơn Khởi lập tức cứng đờ, đứng yên tại chỗ, ngay cả tròng mắt cũng không thể động đậy. Mọi người đều ngạc nhiên, Biên Di Anh và Cam Đường Ngọc cũng một mặt kinh ngạc, không ngờ định thân phù ở băng nguyên này lại hữu dụng. Bỗng nhiên, tay chân Triệu Sơn Khởi khẽ động, hắn lại bật cười ha hả. Hóa ra chỉ là đùa giỡn với mọi người. Hắn thuận tay bóc phù triện trên ngực, lật xem trong tay rồi nói, đúng là nơi quỷ quái này, thật kỳ lạ, định thân phù ở đây lại thật sự vô dụng. Triệu Sơn Khởi thuận tay quăng lá bùa đi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cam Đường Ngọc, nếu bùa chú vô dụng, vậy chỉ có thể bắt người tới để chống đỡ thôi. Chúng ta các phái đều đã đưa người ra, Vô Kháng Sơn cũng không thể ngồi đây hưởng lợi, mà không làm gì được. Cam huynh, chúng ta phải biết thương xót ngọc ngà, mạo hiểm mạng sống, không thể để nữ nhân đi làm việc này. Người cũng nên đóng góp sức lực cùng sư đệ ta và những người khác đi một chuyến chứ sao. Lời này vừa nói ra, Biên Di Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Lời nói này hình như khác với trước đó. Nhìn những người xung quanh, một số người biểu cảm lộ rõ và ánh mắt đã bắt đầu không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào nàng. Cam Đường Ngọc tay nắm lấy chuôi kiếm phòng thủ. Biên Di Anh trong lòng bất an,
Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, ta cũng không chịu ngồi yên, chi bằng thêm một phần sức lực, hai chúng ta cùng đi với họ. Nàng tính trước ổn định tình thế rồi tìm cách thoát khỏi chỗ đông người này, nghiêng đầu ra hiệu cho La Bất Khí, đi thôi. Cùi trỏ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Cam Đường Ngọc, hai người cùng chuyển thân làm như muốn đi. Kết quả chứng minh nàng đã nghĩ quá nhiều, những đại phái này đối với hành động của nàng, hoặc nói đúng hơn là cách đối xử với những môn phái yếu thế, luôn không thay đổi. Lời nói đã nói ra thì phải thực hiện, nếu ngươi cố giải thích lý do, bọn chúng không đạt được mục đích, liền không cần phân rõ phải trái, trực tiếp dùng sức mạnh, chỉ cần ngươi không dám chống đối thật, thì sự thông minh cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nói trắng ra là, chính là muốn lấy thế đè người, muốn khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì, không có lá bùa định thân để uy hiếp, những người này càng không kiêng kỵ. Đứng lại Triệu Sơn, khởi trực tiếp hô mừng. Ngay lập tức, mấy người bên cạnh hắn như nhận được hiệu lệnh, liền lao tới vây quanh hai người. Một số khác không tham gia, những người này chỉ đứng về phía ai mạnh, hiện tại thái độ chỉ là hợp tác vì tình thế trước mắt, không muốn đối đầu với Triệu Sơn Khởi mà thôi, chứ không có nghĩa là đồng ý với cách làm của hắn. Thật lòng không muốn tham gia, họ chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện. Cam Đường Ngọc trực tiếp rút kiếm, cảnh giác cao độ với bốn phía. Viên Di Anh trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Triệu Sơn Khởi bình tĩnh nói, ngươi để sư đệ ngươi đi cùng, còn ngươi ở lại để cùng chúng ta thương lượng một vài chuyện, tránh sau này nói rằng chúng ta có việc không thương lượng với các ngươi. Việc đã đến mức này, lời ma quỷ này không lừa được Biên Duy Anh. Nàng lật tay từ trong tay áo lấy ra mấy tấm định thân phù tam phẩm, cười lạnh nói, thật sự cho rằng định thân phù của ta vô dụng sao? Sư đệ, Vô Kháng Sơn ta vốn không muốn đắc tội với các phái, nếu người ta lấn đến tận đầu, chúng ta cũng không cần phải khách khí, ta định ai, ngươi chặt người đó. Cam Đường Ngọc trong lòng hơi run, nhưng cũng không ngu ngốc, lập tức phối hợp nói, tốt, cảnh tượng này thật sự làm tất cả mọi người đều sững sờ. Vẻ mặt căng thẳng của Triệu Sơn Khởi bỗng nhiên biến thành nụ cười lớn, nói, bị quái vật vây công thì định thân phù mất hiệu lực cũng chỉ là để thử bọn quái vật kia thôi sao? Nữ nhân này thật mạnh mẽ, càng nhìn ta càng thích, ba cháo này ta uống định rồi, ai cũng đừng giành với ta. Hai sư đệ bắt đầu thôi. Nói xong hắn vỗ hai tay, chắp tay trước ngực, hai sư đệ của hắn cũng làm theo. Đột nhiên, một luồng bạch quang chói mắt từ lòng bàn tay ba người bùng phát ra, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả mọi người. Ánh sáng trắng sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, chói mắt đến mức không thể nhìn thấy gì, mọi người đều vô thức nhắm mắt lại, không ai dám mở ra. Chính là tuyệt kỹ của Thần Quang Tông, Thần Quang Phổ Chiếu. Ngô Cân Lượng trên không trung bay nhanh đột nhiên quay đầu nhìn về một bên, mắt hắn hoàn toàn đen kịt, lúc này cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, chợt thấy một bên chân trời lấp lánh bạch quang, liền nói, Xuân Thiên, xem bên kia thấy rồi. Sư Xuân không phải mù, không cần hắn nhắc nhở, thủ thế biến đổi, khống chế phong lân làm một đường vòng cung quay ngược trở lại, nhanh chóng hướng về phía ánh sáng bay tới. Lần này mắt phải dị năng đã dùng qua lần đầu tiên, vừa mới kích phát lần thứ hai, chưa kịp nói thêm gì, lần thứ ba sợ rằng thân thể chịu không nổi. Ánh sáng bạch quang chói mắt biến mất, mọi người chậm rãi mở mắt ra, nhưng vẫn chưa thích ứng ngay với bóng tối trở lại, có người lắc đầu, có người cố gắng chớp mắt để thích nghi. Cam Đường Ngọc và Biên Di Anh đều đã bị bay ra ngoài, ngã xuống đất và phun ra máu. Lúc cả người chìm trong ánh sáng bạch quang không thể mở mắt, hai người đã biết nguy hiểm. Thêm vào đó, khả năng đối diện trực tiếp, đánh giết vốn không phải là sở trường của đệ tử Vô Kháng Sơn. Kết quả như bọn họ dự đoán, càng hoảng càng loạn, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền bị người khác áp đảo. Triệu Sơn Khởi mặt đầy vẻ giễu cợt đi tới phía Biên Di Anh, kiếm của nàng vô lực giơ lên, bị hắn đá bay đi, sau đó hắn ngồi xổm trước mặt nàng, nắm nhìn mỹ nhân mặt đầy vết máu, vẻ mặt chật vật, mưa chết cũng không yên lành. Biên Di Anh phun ra một ngụm máu, vừa chửi, vừa nói. Triệu Sơn Khởi trực tiếp tóm lấy cằm nàng, tùy tiện ấn mạnh làm chật khớp để ngăn nàng tự gây thương tích cho mình, sau đó ôm nàng vào khuỷu tay, hướng về phía hầm băng mà bước, trên đường không quên nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Cam Đường Ngọc hai mắt đỏ ngầu, cố gắng bò lên, nhưng bị người khác đá ngã xuống đất, thanh kiếm trong tay cũng bị người ta đoạt lấy. La Bất Khí một kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn, đóng chặt hắn vào mặt băng mới dừng tay, lùi lại một bước, tỏ vẻ xem người còn bò kiểu gì nữa. Cam Đường Ngọc miệng đầy máu, vẫn cố quay đầu nhìn Biên Duy Anh bị mang đi, mặt đầy vẻ bi phẫn, miệng vô lực rên rỉ, khóe mắt trào ra dòng nước, không rõ là nước mắt hay máu, vẻ tuyệt vọng đến cực độ, không cách nào diễn tả. Triệu Sơn Khởi đi đến cửa hầm băng không quên ôm mỹ nhân xoay người lại,
ha ha nói, chư vị, ta đi trước đây, ra hiệu mọi người không nên quấy rầy. Tiếng cười đầy nham hiểm vang lên không ít, cũng có những ánh mắt yên lặng. Biên GNB vẫn dãy rủa không ngừng, đấm đấm đá đá, thậm chí cào cấu, nhưng quá yếu ớt. Triệu Sơn Khởi không những không phản kháng mà còn tưởng như đang tận hưởng, ôm nàng xoay người bước vào hầm băng. Vào trong hầm băng, hắn đá văng thi thể giáp sĩ Triều trước trên giường, ném Biên Duy Anh lên giường. Vừa bị ném, Biên Duy Anh lại phun ra một ngụm máu. Triệu Sơn Khởi tách một mảnh băng từ tường, nhân lúc nàng đang sặc máu liền nhét vào miệng nàng, sau đó che miệng lại. Biên Duy Anh dãy giụa không chú ý, Triệu Sơn Khởi nắm lấy cổ áo nàng, xé một tiếng, lộ ra mảng da thịt trắng mịn như tuyết. Quả nhiên đúng là băng nguyên. Trên không, Sư Xuân phát ra một tiếng kỳ lạ, Ngô Cân Lượng không thấy gì, nhưng mắt phải của hắn có thể cảm nhận mơ hồ, lập tức tuần tra tìm kiếm trên băng nguyên. Rất nhanh, Ngô Cân Lượng chỉ về phía trước, nơi mặt đất có một mảnh ánh sáng và nói, xem, ở chỗ kia, hai người vốn đang hướng về phía chỗ ánh sáng mà chạy tới, không đi đường vòng, nên rất nhanh đã tìm đến. Sư Xuân lập tức khống chế phong lân lao xuống, khi đến gần mặt đất thì thu pháp khí bay lượn cùng Ngô Cân Lượng cùng nhau bay xuống đất. Hai người không đi thẳng đến chỗ ánh sáng hiện ra, mà dừng lại cách hầm băng khoảng 2 dặm. Ngô Cân Lượng ngồi xuống, sờ tay lên mặt đất và nói, thật đúng là khối băng nha. Sư Xuân nói, ta đi trước tìm hiểu tình hình, ngươi chờ ở đây. Như trước đó đã nói, lần này đến không phải để dễ dàng bại lộ tất cả át chủ bài. Đây là lý do vì sao không cho bên kia thấy bọn hắn có phong lân. Ngô Cân Lượng lập tức nhìn ngắm xung quanh. Ở đây không có quái vật sao? Tay cầm đại đao cảnh giác. Xem qua thì không có. Sư Xuân nói rồi lập tức lách mình đi. 2 dặm đường với tu vi hiện tại của hắn, đơn giản chỉ là một bước đằng không lên xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký, theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.